Kìa đặt nước luôn rồi con ơi. Hổm giờ không được uống nước luôn á. Hôm nay xả đồ nha. Nói chuyện rất là nghiêm túc luôn. Hôm nay xả đồ nghiêm túc quá nha. Nếu chiều nay không có em, ai sẽ đưa em về? Khỏi gì ở lại giùm tôi. Chào mấy chị. Cảm ơn, cảm ơn. Ủa nói gì cảm ơn vậy? Cho em xin lượt chia sẻ đi quý vị ơi. Quý vị ơi, cho em xin lượt chia sẻ đi quý vị ơi. Come on baby. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời mắc đổ cơn mưa. Em đang về dòng túi này nè, hàng hàng si nhật mà em nói da đẹp lắm. Đợi đi, khoảng cỡ thứ tư thứ năm có hàng á. Đợi lúc đó rồi bán luôn. Áo cam sau lưng các bác. Dạ, cái này là bộ chị Trương Hoàng Phương Thảo. Cái quần co giãn nè, cái quần co giãn và có túi kèm với lại cái áo nè, áo form A. Nói chung là bộ này mặc xinh lắm. 200, có size 60 đến 100 ký luôn nha. Cho em xin lượt chia sẻ nha. Đó là bộ nha anh chị Phương Thảo. Đó là bộ. Cảm ơn chị Nhật Tha Chanh. Hồi bữa chị Nhật Tha Chanh hỏi bộ caro phải không? BB có cái bộ caro quần váy có thử có size 100 ký không? Bộ đó size 100 ký á. Đúng không chị Nhật Thầy Trân, hồi bữa hỏi em là bộ caro quần váy size 100 ký có không, đúng không? Đúng chưa, đúng chưa? Mặc êm lắm. Dạ, bộ này á, được cái là ai mặc bộ này cũng vô nói với em là thứ nhất là ốm gọn. Áo chị có bán, áo chị hồi xưa có bán mà hết rồi em. Áo chị hồi xưa chị có may mà hết 100 ký hả? Hết 100 ký rồi. Bán mở hàng, bận mở hàng cho bán mở hàng cho em đi. Dạ chị Thảo nhiêu ký ạ? Lên ký bán mở hàng cho chị Thảo liền. Trời ơi, tôi nói gặp khách hàng gì mà hiểu ý, dễ thương dễ sợ. Đúng mà không có thì thôi, đừng cho em địa chỉ số điện thoại trên này chị Thảo. Chị Thảo, nhà em không cho kiểm tra hàng khi nhận, chốt hàng qua tin nhắn 67 ký của trưa. Chị Trương Hoàng Phương Thảo size L, bộ này nè, lấy gì em ơi? Bộ vàng nè, bộ vàng size L cho chị là 60 đến 70 ký. Nhà em không cho kiểm tra hàng khi nhận. Hàng hot có vấn đề gì báo em xử lý hết. Nhà em không có nhân viên nha. Đừng có cho địa chỉ số điện thoại trên này chị Thảo. Trưa em like 2 giờ, tối 8:30. Và trưa nay chủ yếu xả kho nha. Túi chị đang mang, túi này tới, túi này không có rẻ chị, túi này tới 2 triệu mấy lần. Nhưng mà đợi đi, mấy chị đợi hàng về đi. Em đang về cái lô hàng thứ tư, hàng si nhật. Đa số là như thế này nè. Đa số túi đẹp không? Đẹp ha mấy chị ha. Đa số túi đẹp không? Đợi em em. Đợi em mấy chị, túi này 2 triệu mấy hơn 3 triệu rồi. Cảm ơn chị Thảo, nhắn tin cho cô Thảo đi, nhớ nhắn tin. Em có con đây là kêu gì, dâm suit hả mấy chị? Em bán mấy chị 50 ngàn mà chị nào size 80-82 ký bằng em thì lấy nè. Dâm suit này mặc với lại quần jean, bỏ áo vô quần rất là đẹp nha. Rồi bán dâm suit hàng Việt Nam xuất khẩu cho mấy chị 50 ngàn. 50 ngàn dâm suit hàng Việt Nam xuất khẩu nha. Hàng này hiếm có lắm. Chị Thảo, cái bộ này nè, em có một cái bộ nữa quần đùi màu rêu nữa. Cái bộ này em có một bộ nữa mà quần đùi màu rêu. Hôm nay em có một cái bao đầm bán rẻ mấy chị. Em đáng lẽ em tặng nhưng mà em không bán tặng, em bán rẻ. 20, 30, 40, 50. Nhưng mà
cho mấy chị về. Thứ nhất là một là cắt lên phần ngắn một tí, tại vì đa số nó là maxi hết ha. Đó, đa số nó là maxi. Cho cái bộ rêu cho chị Thảo coi luôn. Bộ rêu, bộ cũng quần như vậy mà màu rêu này, em cho chị Thảo coi bộ vậy mà màu rêu. Nếu tình đôi ta dở dang, anh hãy xem như là. Đây chị Thảo ơi, trời ơi. Đang hóng đầm. Hôm nay đầm sai chị không á? Hôm nay đầm sai chị không á nha. Vậy em xả hết cái kho này đi, để ngày mốt về một xe tải hàng ấy tiếp áo 50 ngàn của chế Tuyết Huỳnh nè. Cái này hàng Việt Nam xuất khẩu phải êm lắm, bán mở hàng cho em là ok lắm nha. Đó, em phá vậy đó. Áo 50 ngàn có một cái là ly lê mà chị Tuyết Huỳnh lấy rồi đây nè. Trời ơi, đâu ra cái bà khách mới mà bà dễ thương dữ vậy trời. Đây, đây là bộ rêu nè, y chang vậy luôn á chị. Y chang bộ màu bò luôn nhưng mà màu rêu. Chị coi cái phân quần nè, chị coi phân quần nè. Nè phân quần chữ, nè phân quần này đẹp không? Ở sau lưng có lưng thun nè, mấy chị đừng sợ chọc nè. Đó, phân quần nè ha. Bộ này là bộ rêu cũng 200 ngàn. Nói chung là vải coi giảm, bộ này mặc gọn. Bao nhiêu người mặc bộ này đều lấy bộ đó, lấy mẫu đó là hai bộ. Vậy là thêm bộ rêu phải không chị? Rồi bộ rêu của chị Trương Hoàng Phương Thảo nè. Đó, mặc mát đẻ lắm. Em có một cái bộ nữa Bi, chị không biết là cũng cái bao rêu quá Bi, bao rêu mà form dài á, chị không biết trên này hay dưới kia nữa, bao rêu form dài. Em có con áo thun cờ Mỹ 100 ngàn nè, áo thun cờ Mỹ 100 ngàn. Hello chị 6 xí, hello rêu với cam size 67 kg. Em có con áo thun cờ Mỹ là 60-90 kg 100 ngàn. Chị nào chốt áo này 100 ngàn chốt giùm em 100 ngàn nha. 100 ngàn chốt giùm em 100 ngàn. Chế nào chốt thì chốt giúp giùm em ha. Áo này 150 nè. Áo caro công sở 150 ngàn. Nó không có bên đó đâu Bi. Qua cái móc lại con. Bộ rêu, áo rêu, quần rêu. Ở bên này hả? Nhưng mà bộ đó còn ở mấy cái. Không, cái đó là đen phối rêu rồi. Cái đó đen phối rêu. Rêu với cam đất chị. Dạ đúng rồi chị. Em có con áo công sở caro xanh nè. Em có vẫn còn nhiều không? Áo công sở caro xanh. Áo công sở caro xanh. Rồi hôm nay ai tặng sao tôi giữ thì trời. Hello, nhận hàng rồi. Hello chị Mỹ Trinh. Tuyệt vời, trời má ơi. Khách mới mà nghe vô nhận hàng câu tuyệt vời, em teo đít luôn chị Trinh. Nè, áo caro 150 ngàn nè mấy chị thấy không? Ở đây có chung nè, mấy chị đừng có sợ chọc nha. Những cái con vải không có dễ mà đa số có chung, cho nên mấy chị đừng có sợ chọc ha. Rồi áo caro này em có size từ 60-100 kg 150 ngàn. 150 ngàn nha mấy chị nha. Caro xanh 90 kg của Thảo Beo nè. Ok, Thảo Beo nè. Thảo Beo 150 ngàn nè. Hôm giờ em ít lên hàng xưởng đúng không? Bữa nay đánh hàng xưởng nha. Đây lên hàng xưởng lại nha. Caro xanh của Thảo Beo 90 kg nè. Thảo Beo 150 ngàn của Thảo Beo. Lấy cho chị một cái quần, một cái quần bát. Lấy cho chị một cái quần bát 72 kg. Ok, để bơi xuống cái chỗ dưới, dưới cái máy quẹt ở nhà dưới á, cầm cái quần ống bát lên, cái bao quần ống bát bự á, kêu anh Tư bưng giùm lên. Caro 70 kg của chị Quỳnh Như nè. Caro 70 kg của chị Quỳnh Như nè. Chị Quỳnh Như nè, coi thử Quỳnh Như nào. Quần ống bát chị Tuyết Quỳnh đợi em tí nha. Trời ơi, quần ống bát đó coi như là người nào nhận cũng khen. Người nào nhận cũng khen quần ống bát đẹp hết ha. Hồi hôm qua em lên cái lô lô trang sức hàng xây mà em không thấy chị gì đó. Chị gì qua nội 150. Em không thấy chị Mỹ Trinh đâu hết trơn. Hôm qua em lên một lô trang sức hàng xây luôn, không thấy chị đâu hết trơn. Hết rồi, ngày thứ tư về. Thứ tư về lô đồng hồ nè, lô túi da bò nè, và lô nữ trang hàng xây. Thứ tư có nha mấy chị nha. Dạ mấy chị cho em xin lượt chia sẻ với nha mấy chị. Ủa, bao quần không bắt đâu. Đó, anh Tư đang thiêu hàng xây. Nặng lắm, nó nặng lắm. Dạ có quần rinh ngố chị đợi em tí xíu nha. Đợi em tí xíu em lên bao quần rinh ngố cho chị. Đây anh Tư. Mở đây anh Tư. Nặng lắm. Nè quần ở đâu rồi, quần ống bát trai đâu rồi, chị Tuyết Quỳnh phải không? Ủa bữa giờ chị Tuyết Quỳnh mua quần ống bát nè, mấy chị coi quần ống bát hàng xuất nè, có rinh ngố chị Phan Trang. Đây coi nè. Coi giùm em nè. Cái gì coi quần em, quần rinh bát hàng xuất nè. Trời má ơi, coi cái quần nè. Em nói mấy chị là không có một cái điểm trừ luôn á.
mấy chị về cầm vải đi mấy chị coi nè, đã không, không có một điểm trừ quần rinh ống bó hàng xúc, hình như vậy. Nếu mà còn thì còn chứ cũng không có xả đâu ha, nếu là còn là nó sẽ còn đó. 72kg của ai đây nè, của chị Tuyết Huỳnh không có dấu 250, của chị Tuyết Huỳnh không có dấu 250. Chị nào chốt quần ống bó chốt giùm em, một là kèm số ký, hai là kèm số đo cho em nha. Một là kèm số ký, hai là mấy chị kèm giúp giùm em số đo eo ha. Hai là mấy chị kèm giúp giùm em số đo eo nè. Chị thấy không, từ cái dây nịt nó cũng đẹp nè, tới cái form mấy chị cầm ở ngoài mấy chị mới thấy cái form đẹp lắm. Trời ơi, cầm lên mê lắm, em nói mấy chị là mê, mê tít lỗ đít luôn, không có mê thường đâu nha, mê dữ dàng lắm ha, mê ơi là mê luôn. Rồi áo caro mấy chị không chốt áo caro phải không? Ok, cất qua bên áo caro nè. Ba cái bao đầm tí xíu nữa em vừa bán vừa tặng nha mấy chị nè. Size lớn chị là 90-100kg hồi em ở đây. Ồ, quần mặt váy rớt ở đây không biết luôn. Này là cái gì? Quần mặt váy rớt mà không biết luôn, áo rớt không biết luôn. Trời đất ơi, đầm nữa nè, đầm rớt không biết luôn. Trời má ơi. À, áo caro 65kg. Quần vải co giãn mà vải gì vậy chị? Vải của hàng xuất là chị biết rồi, nó đẹp cực kỳ lắm. Áo 65kg của áo 65kg của chế Linh Ngô này, Linh Ngô chữ Ngô này có dấu ô, có dấu ô nha, 150.000. 150.000 của chị Linh Ngô nè. Chị cầm con quần hàng xuất này lên chị mê lắm. Yên ơi, quần chín tấc Việt Nam xuất khẩu mặc đẹp mà nhìn ngọt mà nó không có hàng chị Thảo Hồ, em đi kiếm hoài nó không có hàng luôn. Đi kiếm hoài nó đâu có hàng đâu. Có hàng thì nói chi nữa chị, nó không có hàng mới đâu chứ, có hàng thì nó bình thường lắm luôn á. Bây xuống giống với chị cái khăn đi, chị vừa ấy cái này chị vừa bỏ hàng ra sau cho gọn gàng đó. Bung hết cái phòng, xả hết cái phòng này để like luôn, để sale đồ luôn nè. Xả hết để sale đồ nha mấy chị nha. Cho nên hôm nay với tối nay mấy chị tranh thủ mua. À, lên cho mấy chị một cái con chân váy size 35, con này khoảng cỡ, con này khoảng cỡ là 70-75kg. Con này xe cho mấy chị 150.000. 70-75kg chân váy jean co giãn ha. Chị nào 70-75kg chốt cái con chân váy jean 150.000 đây. Con này là hàng hiếm nha. Con này hàng hiếm, lâu lâu mới có cái hàng này lần ha mấy chị ha. Hàng hiếm, hàng hiếm. Chị nào chốt hàng hiếm thì mới có con này nha. Chị nào chốt hàng hiếm thì mới có con này ha. Cái con chín tấc đó là bữa có hai con á chị Thảo Hồ, một con có bạn và một con không bạn. Em có một con size dưới 70kg, dưới 70-72kg nè mấy chị. Áo này mặc vô cái form nó vậy nè ha. Áo này đợi em tí chị Mỹ Trinh. Áo này mặc vô cái form này vậy nè. Đó, tay lửng nè. Mà vải sao ta? Vải lụa à, vải đưa đưa chị. Vải này là vải quần ống bắp đen 55kg eo 80. Cho kiểm hàng nha chị. Ờ dạ. Bên em không cho kiểm hàng chị, mà bên em bán biết sai chứ bán không có bán 55kg. Bên em là không có cho kiểm tra hàng đó. Chị Xuân Phương chị đi đâu mua là chị phải hỏi shop vậy á. Bên em không cho kiểm tra hàng, nhưng mà bên em là bán biết sai 65kg trở lên chị ha. Eo phải, cái quần này là eo đúng chính xác là phải trên 85. Áo này bán cho mấy chị 80 nè, 150 bán 80 nha. Áo này dưới 72kg. Rồi em nói mấy chị áo này mặc vô cưng lắm. Mặc với lại một cái con chân váy quần cưng lắm luôn. Chân váy hả? Chân váy chị Mỹ Trinh nè, 150.000. 150.000 chị Mỹ Trinh nè. Áo thun giấy của chị Văn Nguyễn 80.000 nè, Văn Nguyễn thành phố 80.000 nè. Văn Nguyễn thành phố 80.000. Đó mấy chị đó, người ta lịch sự ta đi mua hàng ta nói là ờ phải hỏi cho kiểm tra hàng hay không như vậy đó. Chứ xuống dưới không cho kiểm tra hàng mấy chị bơm tội nghiệp shop người ta. 55kg làm gì mà eo 80 được, được chị, nhiều người người ta thấp với chị Thảo. Bà Thảo này bà cũng đanh đá dễ sợ luôn á. Bà Thảo này bà đanh đá dễ sợ thiệt đó chứ. Nè chị Thảo, em có bộ đồ này nè, size L nè. Đâu rồi, đây 220 mà vải đẹp ngất ngay luôn. Đợi chị một chút đây. Đây là quần nè ha. Chị coi form quần nghe, coi áo nè. Em nói áo mặc vô gọn vô số kể. Bộ này em còn nè. Đây, đây nha chị.
Bộ này khi mấy chị mặc lên á, bộ này khi mấy chị mặc lên nó ở dưới xếp ly nở lên đây, cổ đắp chéo là đẹp không? Đó, bộ này 220 nè. Bộ này dưới 72kg nè. À, em lấy. Ủa em lấy là lấy gì chị? Ờ, con có thể comment rõ rõ giùm em, đừng kêu em lấy giùm cái. Trời, lấy gì chị Thảo? À, bộ đen. Bộ đen chị Anh Nguyễn nhiêu ký? Bộ đen chị Anh Nguyễn nhiêu ký? Bộ này là dưới 72kg. Chị Anh Nguyễn lấy nhiêu ký? Cái mẫu này em về nhiều lắm nè chị Anh Nguyễn. Baby, cái phía tay phải chị ngồi có cái áo hút riêng gì em để lại mặc, em xách cái áo này qua đây. Một là trên đó, hai là trong cái đống đồng sát bên phía tay trái keo này có cái áo hút riêng đem qua đây chốt cho chị Anh Nguyễn chứ không quên. Anh Nguyễn là bị 70kg và ok chị Anh. Bộ đen có size 90kg nha, đợi tí xíu em lấy cho. Ha. À, lấy cho chị, từ từ lấy cho chị Trương Hoàng Phương Thảo bộ này trước nè. Trương Hoàng Phương Thảo 220. Baby ơi, Bi nhớ cái bộ mà xếp ly 220 bữa bỏ bên phòng ông nội hay bên đây không Bi? Đợi em, có size nhiêu ký hết đó, có size. Mấy chị chốt lên đi, em kiếm size cho mấy chị nha. Ha. Mình lấy nguyên cái bộ bao xếp ly qua đây cho chị đi. Hình như còn ở mấy mộ à. Cái bộ đó phải rất là đẹp. Luôn đặt nước nha. Cái bộ đó phải đẹp cực kỳ. Thứ nhất là vải áo, vải quần co giãn mềm lắm nha. Ví dụ như chị Phương Thảo mà chưa tin ở Yên, tại Yên không cho kiểm tra hàng á, chị cứ ngồi coi like đi. Chừng nào chị tin tưởng chị đặt nhiều, còn lúc đầu còn không mà chị thích thì chị đặt ít ít. Tại vì em không có giống như em không có phải cái kiểu như bán rồi qua cầu rút ván. Ừ, em thích bán rồi em thích biết chị nào như thế nào, sở thích ra sao vậy đó. Em bán rất là đàng hoàng, mấy chị chưa tin thì hỏi những chị đang ngồi ở livestream này. Nha mấy chị nha. Còn em không cho kiểm tra hàng là ok, mình mấy 65 mà yêu 82. Chị ốm chị gọn đó. Thảo Mèo lấy bộ 90kg hả? Cái bao xếp ly hồi bữa em bỏ ở đâu Bi? Bên đó thì kiểm tra bên đó đi. Anh không có bên đó, em kiểm tra trong kho cái bao đen nè, còn mấy bộ đó. Có không Bi? Rồi em xuống cái kho đi, không có đâu, bỏ trong cái kho nè. Chị Nghe Trần quần ống bát eo 86, 70kg. Ok, ống bát của chị Nghe Trần nè. Nè ông bác cũng nghe Trần 250 nè. Không sao mua đồ biết mà. Dạ ok chị Thảo. Ok ok chị Thảo. Em lên cho mấy chị một cái con sơ mi tay ngắn, sơ mi gà nha. Sơ mi con gà. Chị nói em là ngừng đi. Có cái bao trong kho bữa chị quăng ra đây nè. Đóng cửa bên đó lại. Đây nè. Em nói cái form này rất là đẹp luôn. Cái form sơ mi con gà này đẹp lắm, có size từ 60 đến 100kg. Chỗ con gà này là thêu hết nha mấy chị nha, là thêu hết ha. Sơ mi vải lụa rất là đẹp. Sơ mi vải lụa rất là đỉnh mà may ra form rất là dễ thương. Con này là 200 ngàn một con, hôm qua vui, sinh nhật vui không? Không có vui chị. Không vui. Sinh nhật trốn truyền chí mẹ luôn, vui mẹ gì đâu nha. Không vui, chị có phi phi gì à? Hai vợ chồng mới vui thôi chị. Đây. Lửa bập bùng cao nguyên ứ ư ư luôn. Đây. Sơ mi gà. Phải không? Ủa mấy lục, nãy giờ mấy khách chọn tay vô thì chị kêu mấy lục. Đợi tí xíu nha, em lo cái bao đó, cái bộ đó ra cái em giải quyết tiếp hàng tiếp cho mấy chị. Ngồi coi like hôm nay đi, chứ ngồi giật lộn giật đầm giật không kịp đâu. Nha, ủa đợi chị một chút là đợi gì chị Tuyết Huỳnh. Rồi sơ mi, có chị nào chốt sơ mi gà chốt giùm em sơ mi gà nha mấy chị nha. Sơ mi gà. Chị nào chốt sơ mi gà chốt lên giúp giùm em sơ mi gà đó. Không cái đầm nó đầm phi độc, đưa cái đầm nó lại đây, qua đây chị xeo luôn Bi, đầm phi độc. Rồi sơ mi gà nè. Em đưa cái bao sơ mi gà ra sau nha. Tại biết tam để dọn cái phòng này ngày mốt hàng Quảng Châu nó về. Nó về. Nó về một nhà là em sợ nó đè chết mấy chị. Đó mà hồi bữa cái live xong rồi đem bỏ qua kia đó. Bao đó còn nhỏ lắm Bi. Em coi thử có quăng trong chung với cái này không. Bi đưa cái bao áo sơ mi qua đây luôn. Chị Anh Nguyễn có lấy hai cái quần thôi đó. Đâu cái bao đó đó. Lấy hai coi thử có. Cái bao chị chỉ đây nè Bi. Tao chỉ mày nhìn không nhìn mà. Cái bao mày đó, cái bao này chân, ừ đưa đây. Em chọn cái đầu tiên chị không chịu. Đợi em tí xíu chị cha. Hình như chị Anh gì đây. Chị Anh Nguyên có chốt hai cái con quần đùi size này phải không?
Nè hai quần đùi của chị Anh Nguyên 150.000 sale nè. Hai quần đùi sale của chị Anh Nguyên 150.000. Qua kia lấy cái áo khoác rin cho chị Anh Nguyên nữa. Em còn đúng một cái con khoác này. Size này là size 90 kg. Em sale cho mấy chị 101.000 đi. Còn đúng một con thôi. Size 75 đến 90 kg. Sale cho mấy chị 101.000 áo khoác này nha. 101.000. Chị nào chốt con áo khoác này chốt giùm em 101.000 ha. Ê nói chà, vải của hàng Việt Nam xuất khẩu hơi bị đỉnh luôn nha mấy chị. Vải của hàng Việt Nam xuất khẩu là hơi bị mê. Chị Trang ngồi chơi với em tí nha. Đây, vải hàng Việt Nam xuất khẩu mặc là mấy chị mê lắm rồi. Xả 101.000 còn một cái. Còn một cái. Chưa kiếm được cái bộ xếp ly đó mấy chị ơi. Chưa kiếm được bộ xếp ly. Lấy em áo khoác của chị Lâm Hằng Homestay nè, 101.000. Có chị nào 100 kg ở đây không? Em còn mấy con quần đùi 100 kg nè. Bán 101.000 của chị Lâm Hằng Homestay. Đây mấy chị, em còn mấy con quần 91 kg tới 100 kg nè. Đó, 91 kg tới 100 kg nè mấy chị ha. Quần này còn có mấy con em xả cho mấy chị 80.000. À em xả cho mấy chị 80.000 nha. Áo khoác 101 khách lấy rồi như bé ơi. Gì vậy? Ừ, áo khoác linh là của chị Anh Nguyên con. Nè chị Anh Nguyên coi áo khoác linh của chị nè. Này là của em nhường cho chị nha nè. Đẹp dễ sợ không? Trời em nói thiệt á. Mà vải co giãn mà màu đẹp không? Bụi không? Rồi chị Anh Nguyên mà cầm con áo này lên chị chỉ có ghiền thôi. Chị Anh Nguyên cầm cái con áo khoác này lên chị có ghiền thôi. 80.000 chị thu lên nhiêu ký ạ? Bây giờ hiện giờ em đang có quần ống bát rồi chứ quần tay vải em chưa ra kịp chị Ngọc Thành. Nè con, áo khoác jean của chị Anh Nguyên quần 80.000. Chưa có luôn hả Bi? Cái bao xích ly nó còn không còn có 4-5 bộ à. Anh Nguyên 300. Dạ chị Thu Lê 100 kg. Quần này chị Thu Lê còn 2-3 cái. Chị Thu Lê đặt 2 con đi 150.000 cho em sợ nó hết nha. Em sợ nó hết. Anh ơi ghi giùm em cái này. Thu Lê view mới 80.000 nè. Cầm miếng cầm miếng. Thu Lê 80.000 100 kg. Bên em là không cho kiểm tra hàng khi nhận. Hàng sale bên em không cho đổi trả. Hàng chính quy đổi trả. Nói nghe nè, hổm giờ em bán mấy chị dễ chịu quá, mấy chị đổi hàng hoài em nản. Em đéo muốn bán hàng đâu, em nói thiệt á. Lần lên bán hàng lên like không có khí thế hết trơn. Đụng máu quần rin mà về dài quá cũng đòi đổi, em chả biết đổi sao nữa. Em thấy thôi đi Bi, để im hàng ở đây. Dạ chị Thu Lê 2 cái 150. Anh ơi sửa chị Thu Lê 2 cái 150 nè, xin Thu Lê 150. Dạ bên em hàng 100 kg của chị Thu Lê nhiều lắm, quần đùi hết 65 kg rồi. Quần đùi bây giờ chỉ còn một cái 100 kg nè. À một cái 90 kg nè. À cái này không phải một cái 90 kg, cái này là cái con đầm nè. Đây. Còn có 1 cái 100 kg à. Quần hết 65 kg rồi chị Như. Sao mà bị đơ hoài vậy? Dạ do màng á chị. Nè em có con đầm body, đầm này em bán dữ lắm nha. 280 sale 180 mấy chị coi nè. Thứ nhất là khi mặc lên nó sẽ như thế này, nó lệch vai nè. Thứ hai mấy chị coi cái form á nè. Đầm này 90 kg. Chị nào 90 kg chốt giùm em xả 180.000. Em còn một cái con áo khoác nè. 250 xả 190, còn đúng một con. 250 xả 190 nha. 250 xả 190. Con này size 80 đến 90 kg. Mà con này đẹp lắm. 250 xả 190 đẹp không mấy chị? Vải đẹp lắm nè, chim mu bằng tay nè. Mấy chị thấy cái này chim mu bằng tay không? Tốt luôn. 250 xả 190 size 80 đến 90 kg. Chị nào lùng lùng 75 kg. Chị nào lùng lùng là 75 kg đến 75 kg đến 90 kg nha. Bi ra lấy chị cái chồng lông chuột mà quần ngố á. Quần ngố tới đầu gối, đừng lấy sọt. Đem ra đây cho chị Phan Trang chỉ coi hàng. 190 của Candy Watch nè. Candy Watch 190 nè con. Bịch nè. Candy Watch 190 áo khoác. Con đó mặc người nào cũng khen hết đó chị. Con đó mặc ai cũng khen luôn. Ai cũng khen con đó. Giờ nặng đâu nữa em chưa thấy luôn. Áo khoác. Đợi chút xíu baby nó vô nó qua bên kia nó kiểm tra thử còn không chị. Đợi em chút nha. Còn mấy cái hả? Bi coi áo khoác đi, qua bên kia coi thử phần cái nào. Nó nằm chỗ của chị ngồi like. Rồi. Mua cái ngay trần hồi nãy á, lấy cái bill cái món hàng mới thì á, lấy ra đi ghi lại ngay trần Tiền Giang. Em còn mấy con quần ngố 3 con à. Size 35. Size 35 và size 32. Em còn có 3 con rồi nha.
ba con một ngố 190. Ai có rồi hả? Vậy để đưa lại cho em, đưa lại cho em. Rồi em còn hai con quần nè, em còn hai con quần của chị Anh Nguyên bữa trước để rồi mà chị không biết nè. Mấy chị à, hai con, mỗi con 80, còn một con hả? Còn một con chốt cho Phạm Thị Ngọc Giai nè, 190. Em còn hai quần 70 đến 80 kg nè, hai con này bán cho mấy chị 150 ngàn. Còn hai con, chị nào chốt hai con quần này 70 đến 80 kg chốt giùm em, 70 đến 80 kg nha. Chị nào chốt thì chốt giùm em. Đây là quần 78 là một con 32, hai con 35, một con dưới 67 68 kg, một con dưới 67 68 kg, và hai hai con khoảng cỡ 80 kg, trên dưới 2-3 kg cũng được ha. Rồi chị nào chốt quần 7 tóc chốt giùm em lên quần 7 tóc, con này size 32 nè. Và còn hai con còn lại là size 35 ha. Hai con còn lại là size 35 nha mấy chị nha. Nhớ mấy cô khách mới là nhắn mấy cô là không có cho kiểm tra hàng khi nhận nha, chứ để mấy cô không biết là xuống nơi bơm hàng rồi ầm ĩ mệt mỏi lắm. Ầm ĩ cũng không nói, mà nói chung là cái con mình bán nó không cóc lắm, nó tông con cóc luôn á mấy chị ha. À, anh Triều hai quần đùi 150 ngàn, quần đã còn size cho hai quần đùi của chế anh Triều 150 ngàn này, hai quần đùi của chế anh Triều 150 ngàn. À, có quần công sở không? À, em của Hồng Đức của Hồng luôn, hai quần 150 quần công sở. Nãy em có nói chị Thu Kiều là quần công sở em đang ra, chắc không cỡ một tuần nữa, chắc không cỡ một tuần nữa hàng về tới nơi á chị. Mà nhà em may size lúc nào cũng có tới size 100 kg hết á. Ủa chứ nãy chị chốt áo khoác mà sao đưa áo khoác xem lại chị? Là cái áo khoác chị chốt, cái áo khoác 190 á. Là áo khoác hồi nãy đưa 190 á chị. Mà bên kia nó còn con quần đùi có size 100 kg không, em còn cái nè chị Hoa. Rồi mất rồi, rồi mất, còn cái rồi mất rồi. Em mới để đây nè, còn đúng con nè chị, còn đúng con là chị Kim Tho Tròn, 80 ngàn của chị Kim Tho Tròn là bán cho hết đi. Hôm nay chị nào size lớn ngồi lại đây nha. Áo khoác nhẹ chưa có, áo khoác nhẹ chưa có nha chị nha. Có ghi lấy hàng có đổi thùng không ạ? Vi thu hàng về chứ đổi hàng về gì? Đúng rồi, anh lấy hàng về, lấy đi lên làm cho anh lấy gì anh về gì. Mấy con này là WF nè, 34, 35. Vậy cái đó chị khác rồi. Giờ một phần thì bên em chịu ship mà anh. Biêu ai? Alo. Là sao anh nói lại đi sao? Đúng rồi, bên chị đừng có thu của khách nha. Thu gì một phần thì không tốn tiền, mà gửi gì thì bên em tốn tiền đúng không? Vậy giờ em sửa lại là cho kiểm tra hàng hay sao anh? Chấp nhận giao phần cũng được. Dạ, sửa lại phải không? Rồi ok. Rồi ok, để em cho em sửa lại là cho xin hàng ha. Ok anh. Ok. Sửa Biêu Liên, chị Liên Thị Trần đi. Anh nói chuyện với tụi nó, anh nói bình tĩnh vậy. Mình không có thua kèo, mình không có hơn kèo thằng ship được đâu. Nó đang hướng dẫn là nếu mà thu hàng về thì mình tốn tiền ship, còn nếu mà sửa cho giao một phần đó là không có tốn tiền ship. Chán ghê, giờ chẳng lẽ tôi ôm luôn cái nghe điện thoại hàng hóa nữa chứ. Thì cái kiểu này đủ má chắc đập đầu đi tự tử chết mẹ hết quá. Em còn ba con quần đá nè, quần rin ngố có size 35 là lớn nhất hết rồi chị Trang. Em còn ba con quần đá, giờ chẳng lẽ chuyển điện thoại qua với tôi rồi tôi ôm tôi nghe điện thoại luôn chứ. Sửa cho xem hàng. Quần đá nè, 270 sale cho mấy chị 190,
Hiện bây giờ còn size 33, 34 và 35. Hiện bây giờ còn size 33, 34 và 35. Chị nào chốt giùm em, chị nào chốt cái quần đinh đá này chốt giùm cho em nha. Quần đó là quần đá, quần đó của WS nha mấy chị. Quần WS thì lúc nào nó cũng cao tiền hơn quần thường hết trơn hết trọi mấy chị. Vì riết bây giờ hàng nó làm bill, xử lý bill điện thoại gì cũng mình hết. Trời ơi thiệt, nó muốn chết luôn á. Lớp học hỏi phải live stream sao, lớp học hỏi phải chạy hàng sao, gì cũng phải học từng chút từng chút từng chút hết. Chưa kể khách chửi nữa, cho quần quần rinh dao mà dài, mặt dài cũng bị chửi. Nói chung là có những giai đoạn bị stress dễ sợ lắm. Trương Tuyết, Trương Thị Hường size 33 nè. Trương Thị Hường, em cho chị địa chỉ của ông thầy chữa bệnh chưa vậy? Bao nhiêu vậy? 190.000 size 33 của Trương Thị Hường. Em có một con đầm rinh. Chị nào mà chưa có cái zoom đi đám cưới mà size lớn, em nói thiệt, chốt cái con zoom này nè. Em nói đẹp là mấy chị cứ tin đi, rất là đẹp luôn, đẹp dữ dội lắm. Con này size 14Q là con này size còn rất là ít luôn. Size 14Q á, là chị nào dưới 75-77kg á, là chốt cái con này để làm đi đám cưới. Em nói mấy chị tuyệt vời lắm. Nè mấy chị coi con zoom đó nè, mấy chị coi con zoom đi, rất là đẹp luôn. 300.000 ha. Con này 300, chính thức là 300 nè. Con này chính thức là 300.000 ha. Chị nào chốt con này chốt giùm em 300.000 con zoom. Zoom 300.000 một con. Còn một con zoom nữa nè mấy chị. Một con zoom nữa, zoom này dưới 77-78kg nha. Cho em mệt lắm chị. Giờ nói chung là em bán mệt lắm, cái luồng khách sau này chắc em không bán nữa. Em cho đổi đồ xong hết em bán nữa. Đổi đồ mà mặc vô không thấy đẹp cũng đổi, mặc vô không thích cũng đổi. Con này size 20 là size dưới 100kg, là chế là 100kg mà đi tiệc là nên hút con này. Đổi đồ trừ khi bị lỗi thôi, hoặc là ví dụ đổi sai thôi, chứ cứ giờ cứ vậy hoài. Em mấy chị nghĩ đi, một lần hàng đổi về em toàn sale. Nói chung là em bị stress lắm luôn, em nói thiệt á. Riết mẹ, em nói chị Yến hổm giờ trong một tuần này em không thèm đọc tin nhắn khách luôn á. Em cái kiểu bị dễ chịu quá thành đâm ra riết cái như vậy luôn á chị. Riết mà em không muốn đọc tin nhắn khách luôn, khách đặt hàng em còn chả muốn đọc luôn á. Bán nó nản á. Nó nản mọi người gì cái tôi, mọi người mà chưa thấy khi nào mà em bán hàng dễ như vậy luôn. Bán riết mà em bị nản á chị. Nản rồi chuyện gì trăm bề tích cũng tới tay mình hết trơn. Em có một đôi giày nè. Nè. Bị có một đường chỉ ngay đây nè. Bị có một đường chỉ ngay đây thôi nha. Nhưng mà giày này rất là đẹp. Giày này là hàng của Việt Nam xuất khẩu á mấy chị ha. Đôi này size bao nhiêu? Thằng này là hàng Puma nha. Đôi này size 38. Đôi này là 350, chị nào mua em xe cho mấy chị 200. Đôi này đi rất là êm. Đôi này là 38, chị nào đi đôi này thì 350 em xe cho mấy chị 200 nha. 350 xe cho 200. Đôi này 350 xe 200. Đưa bill cho chị, đưa cái áo khoác của chị Phạm Thị Ngọc Giai coi lại. Chị không biết nãy chị nhìn gì để chị đặt nữa, em nói thiệt luôn á. Bill của Phạm Thị Ngọc Giai đâu rồi? Em nói thiệt chị á, bán buôn kiểu này tại vì em thích bán đủ thứ, em thích bán tùm lum. Chứ em nói thiệt chị á, em may mẹ một cái mẫu này 200-300 bộ em quăng mẹ tiền em chạy bay mẹ cho rồi, cho sướng bản thân em cho rồi chị. Chứ không có mắc cái gì em phải ngồi như vậy hoài luôn á. Em không phát cái gì, em cứ đặt cái tâm vào cái hàng hóa mình bán vậy luôn á mấy chị. Bán chán mà không muốn nói luôn thiệt. Mấy chị nhìn thấy đồ em biết là em chán như thế nào, chứ bình thường em vui vẻ lắm. Có khi mà một chuyện mà ta nói giống như cái giọt nước nó, cái ly nước nó tràn á, thêm một giọt nữa là ly bể thôi.
Đây nè chị coi giùm em nè chị. Cái áo này là 3-4 người đặt luôn á. Bán mà cực kỳ chán luôn á. Lót bơm, lót hoa lao. Trời ơi thiệt á chứ. Em thiệt mấy chị riêng mấy đỉ bơm mà hả? Mà ở tất cả các tỉnh là có cái băng mà xử lý bơm hàng một bill dễ 10 triệu đủ má em bán nhà em chơi mấy đỉ đó luôn. Trong nhiều con rất là ơn mất dạy luôn, mệt mỏi. Mà vô cái bill của chị Trần Thủy có thử bà đọc tin nhắn chưa vậy? Rồi chị Giai có chốt hay không thì báo lên em nha. Ok rồi. Mệt. Qua khúc này là hấp hối luôn. Rồi cái mua hàng xem cái áo 160 nè. Bán là 80. Cũng đòi đổi. Không trao đổi thì giận hờn này kia cho giận mẹ luôn, khỏi bán luôn. Nghĩ sao vậy trời? Hàng chính quy người ta trao đổi sai hàng xe mà mình tính luôn cái đường trao đổi sai đéo chịu luôn. Áo này dưới 72kg nè. Áo Fendi nè mấy chị. Rất là đẹp nha. 150 sale 80. Chốt giùm em áo 80.000. Chưa đọc tin nhắn nha. Cần thử. Chọn ngón tay vô cho chị. Chọn tay tí xíu ta like xong ta giải quyết. Chán nè. Ủa cái con zoom này cái bì ở đâu? Bên cái bì này còn nhiều không? Chị xả bao zoom này luôn chị. Áo 80.000 nè. Lấy quần 80 luôn. Quần 80. Áo 80 của chị Văn Nguyễn nè. Văn Nguyễn thành phố. Còn dư em nè. Chị bỏ cái này vô. Em ngóc con zoom 260 nè mấy chị. Zoom 260. Zoom beo. Nhưng mà hình như zoom beo nó còn mấy cái size gì vậy bì? Size L không hay sao không? Thấy cái size L không không? Nếu mà lấy lên còn mấy cái size L em sẽ share cho mấy chị nha. Đợi em chút xíu. Đây. Dâm beo đẹp lắm nha mấy chị, ở trong giữa cái đầm nên có cái con quần nữa. Dâm này mặc gọn dữ lắm. Còn 3 cái size L nữa. Rồi qua đây, 3 cái size L sale luôn. Vậy là em còn 3 cái size L. 3 cái size L với một con em đang cầm là 4 con. Dâm này 260 em sale cho mấy chị 180.000. Rồi 180.000 dâm. Dâm này dưới 70kg nha, 60-70kg dâm. Em nói mấy chị là con này mặc lên bao đẹp cho mấy chị luôn. Cái con này nè mặc lên bao đẹp luôn. Ta chú thêm 10.000 tiền ship đây. Mình đang lấy tiền Hàn Quốc kìa. Nè mấy chị, cái con zoom này mấy chị mặc lên rất là gọn, cổ vét nè. Cổ vét nè. Ha. Tại vì em đang mặc cái áo ở trong mấy chị không có thấy đẹp á. Zoom này chỉ còn lấy con zoom. Zoom này chỉ còn là beo đen, beo xích nè, chỉ còn size 60-70kg. Chị nào trên 70kg thì đừng lấy. Hello chị Hòa Hình nãy cái áo. Áo 80.000 khách lấy nha, em còn một bao đó, đợi đi em sale cho. Em còn tới 5 bao hàng áo 80.000 đó mà đủ màu, mấy chị đợi em tí xíu. Hàng vỏ 73kg vô mặt chọt nha, tại sao? Tại vì nó không có co giãn, bán hàng sale là phải nói rõ ràng nó không co giãn, nhưng mà ở sau nó có chung nè. Nhưng mà dưới 70kg thôi nó sẽ đẹp, trên 70kg nó không có đẹp. Ha, trên 70kg không đẹp. Chị Hiệp Huỳnh thấy gì? Lấy con zoom màu đen. Lấy con zoom màu đen 300.000 á hả? Trời ơi má ơi. Lấy zoom màu đen 300.000 đúng không? Trời con zoom này về mặc đi đám cưới. Em nói chị say sẩm luôn. Em có để con mà. 300.000 zoom này của chị Hiệp Huỳnh nè. Chị Hiệp Huỳnh zoom nè. Hiệp Huỳnh zoom 300.000 con zoom màu đen. Để vậy rồi em nói ủa bà lấy con zoom màu đen gì nữa chứ. Đó thấy chị. Rồi zoom beo có chị nào chốt zoom beo không? Có chị nào chốt zoom beo không? Chốt zoom beo là em nè, không chốt zoom beo bỏ vô lại cái bao đó đi Vi. 4 con hết nha. Tí xíu em sẽ vừa bán vừa tặng mấy chị cái đầm ha. Vừa bán vừa tặng đầm luôn. Em có mấy cái con áo nè. Nói chung là cái bao áo sơ mi này là bao áo sơ mi của đỉnh nè. Giờ sale cho mấy chị nha. Rồi chế nào mà chưa chốt cái con áo sơ mi sọc này nè là làm ơn chốt đi ha. Có một con của tôi mà tôi không biết nó nằm ở đâu. Số 3. Số 3. Số 3. Thôi em mặc của em lên em bán nha mấy chị ha. Thôi không lấy đâu, tặng cho anh Bảy đi. Ủa lấy gì?
Lấy gì mà thôi, không lấy đâu mà tặng cho anh Bảy đi. Nè, mấy chị thấy em mặc mấy con sơ mi này lên mấy chị ghi. Em nói thiệt, con sơ mi này mà em mặc với rin lên là sơ mi bon dê dảnh lắm. Rồi 180 xả 140, còn có vài con thôi nha. Em nói mấy chị là đẹp xuất sắc lắm. Chốt giùm em sơ mi sọc. Chốt giùm em sơ mi sọc nha. Sơ mi sọc mấy chị ơi. Chị nào chốt sơ mi sọc chốt giùm em nè. 65kg đến 85kg. Còn được mấy con thôi nha. Còn được 1, 2, cái con em đang mặc không tính nha. Còn được 3 con. Vậy rồi mà cũng bị dính hoài luôn á chị. Vậy còn bị dính hoài luôn á. Chán thiệt á. Sơ mi sọc của chị Nguyễn Sinh nè, 140. Hàng sale là không đổi trả nha mấy chị nha. Hàng chính quy là đổi trả size. Mấy chị mua bên em dễ lắm. Mua bên em không có khó luôn á mấy chị. Ví dụ như cái con đầm mà chị kêu đổi á nha, mà em còn size lớn là em sẽ đổi size lớn á chị. Nhưng mà không còn size lớn thì ok, không nói nữa. Chứ em bị rối não lắm. Mấy chị đừng có làm em rối não nha. Rối não nó bị chấn thương sà mỏ đó. Chứ như người ta may ra mẫu không đẹp của cha, còn mẹ gì đâu nói mấy chị. Nghe trần áo sơ mi 70kg. Nghe trần áo sơ mi 140. Sơ mi sọc đẹp lắm nha. Thứ nhất đẹp, thứ hai sang. Nè sơ mi gấu còn hai con. Sơ mi gấu còn hai, còn một con đi. Em con mấy chị một con. Sơ mi gấu còn đúng một con thôi, đừng ai chốt nữa đó. À, mấy cái này bán nữa thì tôi cũng có tôi mặc sau này. Ừ. Rồi. Sơ mi gấu. Form đẹp không? Có một con sơ mi gấu. Còn một con sơ mi gấu, một con sơ mi sọc. Sơ mi sọc của chế Anh Nguyễn nè. Sơ mi sọc của chế Anh Nguyễn 140. Sơ mi gấu nha, chị nào chốt trước thì may mắn nha. Sơ mi gấu chế nào chốt trước thì may mắn nha, chế nào thúc chốt sau thì coi. Kiếp này xin làm ngơ hát rong. Nè má ơi, dây nịt nè. Ai mua đầm chút tôi tặng mẹ dây nịt đi. Dây nịt của Big Size nè. Đỡ mong ngày sau lên tiếng. Em có một cái con quần hàng xuất. Cỡ. Cỡ là cái gì? Cỡ là gì chị Hương Nguyệt? Nè em bán cho mấy chị một cái con quần hàng xuất nè. Em bán cho mấy chị một cái con quần hàng xuất size 70 đến 80 kg. Nè đẹp không? 70 đến 80 kg một con. Rồi bán mấy chị 70 ngàn đi. Con này 150 á. Con này 140 hay 150 á. À, coi zoom đi. Có giãn mà vải đẹp lắm. Chị khỏi cần con zoom đó. Em nói mấy chị mặc lên thứ nhất gọn nè. Thứ hai cái quần ống dưới rất là đẹp. Ha, quần 70 ngàn của Vân Thảo Nguyễn nè. 70 ngàn của Vân Thảo Nguyễn nè quần. Quần của Vân Thảo Nguyễn, trời áo sơ mi gấu hoài lấy. Ừ, ok. Không sao. Ừ. Không sao hết nha. Em mấy em lỗ chết mẹ em luôn cũng được. Thiệt mà. Cái bao trần à. Cái bao là bao đầm à. Bao đầm đúng không? Đầm ở dưới thôi. Nè mấy chị ơi. Em có con trần heo đỏ nè. Đây là đầm nha. Đây là đầm nha mấy chị nha. Đầm. Ôi ôi, chế nào mê đầm chờn eo này, chốt chờn eo đỏ nè. Em có size từ 60 đến 100kg chờn eo đỏ luôn ha. Xong hết chưa mấy chị, qua cái chương trình khác đi. Xong chưa qua cái chương trình khác đi. Sơ mi gấu của chế Thu Kim. Sơ mi gấu. À có chốt bộ 220 cho chị chưa? Dạ chưa chị, chưa kiếm có. Chị Nguyệt chưa kiếm có, đợi tí xíu em lên bộ này khác đó chị. Bi qua lấy cho chị bộ đen, bộ đen với bộ. À chị Hương Nguyệt có hận, dạ tối nay em chốt hàng chị yên tâm nha. Của chị Thu Kim. Bi qua lấy cho chị bộ đen bộ bò tay cánh dơi đi. Bộ đen bộ bò tay cánh dơi. 140. À, chị Hương Nguyễn là 80kg là bộ đen nút đúng không? Để em đưa lại chị coi thử đúng không nha. Em có con đầm body nè. Em có con đầm riêng đầm body 60-65kg. Rồi cưng không? Cưng không? Cưng không? Bán sale cho mấy chị 150 ngàn. Mấy chị coi vải nè. 150 ngàn. Con này hàng hiếm nè. Con này mà nãy giờ size nhỏ là bị lùng lấy rồi đó. Đúng không? Dạ đợi em đưa lại lên cho chị coi nè. Một con đầm body 60 đến 65kg. Một con đầm body 60 đến 65kg à, bán cho mấy chị sale 150 ngàn. Bán sale 150 ngàn. Sale
ha. Chị nào chốt thì tranh thủ chốt sớm nha. Đây nè. Áo thun nè, 250.000 nè. Đó mấy chị coi nè ha. Rồi để em mặc đàng hoàng cho. Để em mặc đàng hoàng con áo thun này cho mấy chị coi. Có một con thôi, có một con thôi, đợi em tí xíu. Đợi tí xíu em cho chị coi lại nha. À, bộ cánh dơi chị lấy size 80kg bộ này đúng không? Để em qua em lấy em chốt luôn cho khỏi con đi soạn hè chị nè. Trời ơi em nói đẹp lắm. Thảo beo đâu, hồi nãy không chốt được cái bộ xếp ly kia, chốt bộ này đi. Xin không mấy chị Thảo. Hồi nãy chị Phương Thảo gì chốt đầu lai. Bộ này chốt giùm em là bộ cánh dơi nút. Bộ cánh dơi nút kèm quần đùi 220. Đó. Đó, đây phải chị Hương Nguyệt. Chị Hương Nguyệt lấy bộ này mà size 80kg không? Đúng không? Thì ok lên giùm em cái. Hương Nguyệt 80kg, qua lấy bộ XL cho chị Hương Nguyệt 80kg. Nè em cho chị coi màu bò luôn nè. Cái đó là màu đen, em cho chị coi màu bò luôn nè ha. Màu bò. Giống vậy luôn mà màu bò chị. Xinh lắm luôn, vải y chang. Vải em nói độ co giãn là hơi bị xuất sắc nha. Mã đây là mã bò nè mấy chị. Đây là mã bò. Chị nào chốt mã bò chốt giùm em mã bò ha. Đây, có size từ 60 đến 100kg mã bò. Những bộ này là 220.000 hết nha. Xếp lại bỏ bịch đàng hoàng hay không. Có cái size bộ size L luôn. Bộ này cũng xếp lại luôn. Đây chị đi có. À, 220.000 một bộ. Hồi nãy mình lấy bộ bò đó rồi. À hồi nãy chị lấy bộ bò này. Hồi nãy chị lấy bộ bò này với bộ rêu, với thêm bộ đen xếp ly. Đó, thêm bộ đen xếp ly. Còn bộ bò này là bộ bò cánh dơi chị Thảo. Bộ bò này là bộ bò cánh dơi và bộ đen cánh dơi. Lấy cho em bộ bò 75kg của Hàng Võ. Hàng Võ nhận hàng ok không em? Bộ bò 75kg của Hàng Võ. Bộ bò 75kg của Hàng Võ. Đúng rồi, ba bộ, đúng rồi chị, ba bộ mà em nhớ mà. Em chứ hàng hóa ai em nhớ, kể cả khi em bán hàng chính quy hay hàng sale. Đừng khai gian với em. Em là con quỷ, em bán 4 năm rồi. Em là con quỷ chứ em phải là con người nha. Bán cái áo 250.000 hàng Quảng Châu cao cấp nè. Vải đẹp lắm. 50kg cũng vừa mà 90kg cũng vừa nha. 50kg cũng vừa mà 90kg cũng vừa. Em nói mấy chị là vải len nè, len dệt này mấy chị mặc vô hàng cao cấp, mấy chị mặc vô không có thấy mập đồ đâu ha, thấy sướng lắm. Đó, chị thấy áo không? Xinh không? Áo đây con bé lùng 40kg mặc vô cũng vừa nữa. Trời ơi, xuất sắc luôn á chị, 250 áo đen. Ủa tại sao mình có áo đen mình không biết ta. Áo em mặc còn không, áo em mặc chị mặc có được đâu. Áo em mặc ở nè, lấy cái áo đây nè mấy chị. 250.000 áo len dệt. Áo em mặc chị dám mặc không? Chị dám mặc không, biết em bán cho chị nè. Thiệt. Hỏi chị em dám mặc không? Áo 250, chị nào chốt áo 250 chốt giùm em nha. Chốt giùm em áo 250.000. Rồi đây. Hồi bữa mấy chị hỏi quần này nè. Em không biết là bên nhà bên kho bên này còn cục này luôn. Nó là quần đen cô tông dẻo nè. Từ 65kg đến 100kg vừa nè. Á mấy chị coi nó mềm nè. 100 bán luôn nha mấy chị, còn lại còn được có một cục này bán cho mấy chị 180.000 luôn ha. Còn có một cục này bán chị 180.000 năm quần luôn. Cô tông đen, áo yêu năng mặc còn không lấy một cái cho chị, hết lâu rồi chị. Hết lâu rồi chị Thảo Trầm. Nó hồi đó em may một loạt á. May một loạt mà bán cũng được nhiêu hết. Tại ta thấy em mặc vậy đó chứ mà tới khi may ra đi không có nhiêu hàng hết đó chị Thảo. Mà hồi đó em may kiểu ba lỗ là ở sau nó kín đó, chứ không có phải hở vậy, hở vậy thôi. Hở gì đâu có ai ba mặc, đâu có ai dám mặc. Rồi cô tông dẻo 180.000 nha mấy chị nha, 180.000. Cái này là 200 mấy nè. Rồi 180.000 cô tông dẻo, chị nào chốt giùm em nha. Vải em nói rất là êm luôn ha. À, chốt giùm em quần lót đen 5 cái 180 5 cái. Cái lúc mà kiếm không có thì quá trời người đặt đồ. Lúc kiếm có thì không ai đặt hết. Một nè, hai nè, ba nè,
rồi đem qua cái bì quần lót sau lưng cái lùng ngồi á, bỏ ba nè, rồi ba đó, ba nè. Quần mặc váy, quần mặc váy thì ba con 150.000 nha mấy chị. Quần là khi mấy chị mặc đầm á, mấy chị mặc cái con này ha. Mấy khi mấy chị mặc đầm á thì mấy chị mặc cái con quần này, khỏi mặc quần lót đấy. Để chút nữa đem nấu. Em còn con áo dây bán mẹ 50.000 nè, con này size dưới 72kg, dưới 72kg áo dây nha. Áo mà em hay mặc hồi lai mà màu mò, 50.000 áo dây. Chị nào chốt áo dây 50.000 chốt giùm em. Con bé chắc đi đúng đường đó. Em sắp đi đúng đường rồi đó mấy chị. Đây, ai hỏi con áo dây đen em đã kiếm ra rồi đây. Hai con 150.000, 50.000 của chị Đoan Thùy, 50.000. Thôi lỡ rồi bán thôi cho mấy chị luôn đi. Lỡ rồi. À, áo dây đen hai con 150.000 nha. Hai con 150.000, một con 80.000 áo dây đen. Áo dây đen giờ em còn size XL, size L. Vải đẹp lắm mấy chị. Hổm giờ ai hỏi áo dây đen thì hỏi giùm em đi. Em có lọt lại một con dây trắng nè. Em có lọt lại một con dây trắng dưới 90kg nè. Rồi chốt áo dây giùm em đi, một con 80.000, hai con 150.000 dây đen. Cái dây này là em hay mặc ngồi lai nè mấy chị ha. Em hay mặc ngồi lai con này. Chị nào chốt con này chốt giùm em dây đen. Dây đen nha mấy chị nha. Hổm giờ kiếm cái bao này nè, trời ơi lúc còn bán thì không thấy đâu hết trơn á trời á. Lúc còn bán thì không thấy đâu hết. Lúc bán xong á không có theo luồng á thì ở đâu nó nhoi đầu lên á. Ở đâu nó nhoi đầu lên em cũng không biết nữa. Không biết là ở đâu luôn. Ủa nãy nhúng cái khăn xong rồi chị bỏ đó, bà con ướt nó lui rồi á. Quăng ra chưa vậy nha. À, 77kg của Hình Thủy à, hai áo dây trắng còn một cái 90.000 thôi. Huỳnh Thảo chị lấy hai cái đen nha, 150 của Hình Thảo, một cái của Đoan Thùy size L nè, một cái của chị Đoan Thùy size L 80.000. À, chỉ còn một cái trắng size 90kg thôi nha mấy chị nha. Chỉ còn một cái trắng size 90kg thôi nha. Chỉ còn một cái trắng size 90kg thôi. Biết sao nó nhiều quá, cái nó bụi. Bụi quá trời bụi luôn. Cho nên bởi vậy em nói bữa nay em phải đẩy hết cái kho này đi nè. Em đẩy hết cái kho này đi. Có áo kiểu nào sexy chút không chị? Chưa có một con áo dây của chị Ngọc Tân. Để em coi thì có size 90kg cho chị không nha. Em sợ hết size 90kg. Còn nếu không thì chị lấy con màu trắng cho 80kg nè. 90kg của chị Ngọc Tân, 80.000 một con áo dây đen. Trắng chị rộng lắm chị Đoan Thùy. Trắng nó tới 90kg chị bị rộng á ha. Em còn ba hai con áo thun. Em còn hai con áo thun quý vị ơi, hai con áo thun nha. Hai con thun. Size nhiêu đây? Size này dưới 80kg, rồi bán với chị 60.000 luôn ha. Con này lông chuột là đẹp không? Vải đẹp lắm, con lông chuột dưới 80 mấy kg nè. Một con lông chuột à, hai con lông chuột dưới 82-83kg, 70-82-83kg chốt giùm em lông chuột 60.000. 60.000 cho hết hàng nha. Tranh thủ chốt nha mấy chị nha, tranh thủ ha. Tranh thủ giúp em. Tranh thủ giúp em nha, một con đầm, hai con đầm. Áo 60.000 của chế Nghe Trần nè, coi Nghe Trần nào. Nghe Trần 60.000, Nguyễn Hương 60.000. Coi Nghe Trần nào và coi Nguyễn Hương nào luôn. Em có một bộ đồ nè, bộ này chị nào mà thích mặc yếm là chị đó mặc rất là đẹp luôn. Sale luôn nha mấy chị, còn đúng một bộ size XL là 70-82kg. Đúng rồi, 70-82kg bộ này kèm với lại quần ống rộng. Rồi xả bộ này cho mấy chị 160.000. Xả bộ này cho mấy chị 160 nè, em mặc mấy cái này đẹp lắm. Xả bộ này cho mấy chị 160.000. Đây, 160 nha. Ủa cái quần đâu rồi ta? Chưa thấy cái quần mấy chị ơi.
Chưa thấy cái quần nha, từ từ em kiếm cái quần đã. Từ từ em kiếm cái quần đã, chưa thấy cái quần. Chưa thấy cái quần, thấy cái áo, bán trước cái áo đi. Áo thun 87kg. Nè có con này nãy chị bị rớt thôi nè. Áo cờ Mỹ 100.000 là Thùy Dung, 60-90kg nè. Áo cờ Anh chứ. Long chuột khách lấy rồi chị Khoa ơi. Long chuột à, em bán cái con áo yếm này cho mấy chị ra 80kg. Bán cho mấy chị con này 80.000. Cái quần kiếm chưa ra. Ha. Áo này bán cho mấy chị 80.000 nè. Chị nào chốt áo 80.000 chốt lên giùm em áo 80.000. Ha. Áo 80.000. Chị nào chốt áo 80.000 chốt lên giùm em áo yếm của chị Anh Nguyễn là ở vậy đây chị. Chưa kiếm ra cái quần. Chị Anh Nguyễn. Bộ này là 240. Bộ eo vì mèo này là 240. Eo vì mèo 240. Nè. Eo vì mèo 240 mấy chị. Eo vì mèo 240 nha. Trời ơi em nói mấy chị vải áo đẹp vô số kể lắm. Vải áo đẹp dễ sợ lắm mấy chị đây. Đây mấy chị. Đây ha. Bộ này có size từ 60-100kg bộ eo vì gấu chứ không phải eo vì mèo, em đọc vậy là sai rồi. Eo vì gấu 240. Cái bao nào ở đây bỏ vô ghi chữ L cắt đồ đi đi. Nè em có con quần size 60-70kg là bán mấy chị 70.000. Quần này 60-70kg quần hàng xuất vải rất là đẹp nha. Quần 70.000 60-70kg. Áo chị mặc có không? Không có, em nhận cục hàng chưa vậy Linh? Nhận cục hàng bên bên shipper chưa vậy Linh? Nó giữ cục hàng em nó đi tới đi lui là hơi bị lâu luôn rồi đó. Rồi mấy chị tự chốt lại cho em nha, quần 70.000 của anh Nguyễn. Hàng hóa mấy chị giờ giam 1-2 bữa, 2-3 bữa thôi, lưu bill á. Chứ mấy chị để hoài em cũng không bán nữa đâu. Kệ một ngày em bán 2-3 bill vợ chồng em đủ cũng được. Rồi cho mọi người nghỉ hết cũng được, cả nhà cũng được. Về một cái phòng livestream bán cũng được, chứ bán kiểu này em chịu áp lực không có nổi. Nhắn tin cho con Diễm giao hàng lại cho Linh chờ đi. Em có một cái con đầm rinh rút dây, hồi bữa giờ mấy chị chỉ thấy đầm rinh vạt bầu. Mấy chị thấy đầm rinh vạt bầu và đầm rinh cột dây bụng thôi. Thì đây là bị sót lại một cái con đầm rinh rút dây. Mấy chị làm vậy cái shipper ứng tiền cũng tội nghiệp lắm. Làm buôn bán gì em cũng mệt mỏi lắm. Mà thật sự cũng không có gọi là vô tình, em không có thích điều đó. Nói thẳng luôn em nè. Thứ nhất là đầm rinh có co giãn. Có co giãn nha mấy chị nha, có co giãn. Có dễ nhiều lắm. Thứ hai, nó là size gì đây? Nó là size từ 60. Nói chung là nó size khoảng cỡ từ 60kg đến 73, 74, 75kg. Là con đồng rin này nè. 280 xả cho mấy chị 200. Con này size 16 bình thường là nó sẽ là 85kg dưới. Nhưng mà con này form nhỏ hơn là dưới 75kg. Mà mấy chị mặc con đồng rin rút bụng này nè, mấy chị mặc không đẹp đi kiếm em. Bao nhiêu người hồi bữa hỏi con đồng rin mà bị bơm về nè. Em nói thiệt luôn á, 280 là xả 200 là mấy chị biết rồi ha. Vải đẹp cực kỳ. Chị Hoàng Phương 200 nè. Vải đẹp dữ dằn lắm. Vải đẹp là vải đẹp mà xuyên tâm liên luôn á. Em có một bộ công sở 300 nè. Em thử coi thử còn rớt lại size gì. Còn rớt lại size. Còn rớt lại size đúng 75kg, 75-77kg. Còn đúng một bộ thôi nha. Em sale cho mấy chị 180.000 bộ công sở. Bộ công sở này 300-320 gì em không nhớ rõ. Giờ em sale mấy chị 170 đi. Em sale mấy chị 170.000 bộ công sở nè. Ha. Bộ công sở size 75-77kg. Sale cho mấy chị 170.000. Không có size 20 hả Yên? Dạ không chị. Để em coi thử mấy cái con này còn size 20 không nha. Chứ ở đây là không có size 20. Bộ công sở 70-75kg, sale 170.000 của chị Anh Nguyễn, 170.000. 170.000 của chị Anh Nguyễn. Em có lộn cái quần rồi Bi ơi, lộn cái quần rồi. Xếp lại cái áo đẹp đẹp cho mấy chị chứ nhăn về. Tội nghiệp mấy chị. Em có một cái con đầm, mấy chị coi con đầm này nè. Con đầm này là con đầm bắt chéo. Hôm nay cho em sale, ngày mai em like theo yêu cầu mấy chị nha. Em sale cho bớt hàng cái.
con đầm này là cổ bắt chéo, bắt chéo đẹp lắm, bắt chéo xong rồi gài xuống cái nơi ngay dưới bụng nè. Nè em đưa phơm lên cho mấy chị coi nè ha. Nè size nha, size 90kg nha. Chị nào mà size 90kg là trúng mánh một cái bẹt luôn á. Nè 280 xả cho 220. Đây, đẹp chưa, xuất sắc chưa. Mà đã vậy họ vải nhà em thì hơi bị đỉnh luôn. Vải nhà em thì em nói với mấy chị là đỉnh của đỉnh luôn ha. Đỉnh lắm nha. Chị nào chốt con đầm 90kg sale là chốt không kịp luôn. Bộ ngủ có không? Có, nhưng mà chưa lên. Chị Nguyệt chờ. Chị Nguyệt đợi em tí xíu nha. Đầm này 90kg. Đầm này 90kg chị. Khi mấy chị mặc lên thì cái nơi mấy chị gài bên này cũng được, mấy chị gài ở bên hông cũng được ha. Nói chung bộ này mấy chị mặc lên xuất sắc lắm. Nghe em đi, tay phồng mà tay cuộn nữa ha. Bộ này vải đẹp lắm, nhưng mà mỗi tội là nó là 90kg ha. Chị nào 90kg thì lấy con này, không 90kg thì đừng lấy con này ha. Không 90kg thì mấy chị đừng lấy. Em có một cái con, em có một cái con đây, cái con đầm này hồi bữa dành lộn nè. Đầm kim tuyến tay phồng nè, size 75 đến 85kg 300 nè. Em nói thiệt với mấy chị, con đầm này mặc lên 10 điểm cho chất lượng. Không thấy bụng, không thấy nay và không thấy ngắn. Đã vậy còn rất là sang chảnh chứ không có sến sẩm. Em nói thiệt với mấy chị mà, mấy chị tin em đi, chưa bao giờ mà em nói deal để mấy chị mua hàng hết trơn á. Chưa bao giờ Yên làm vậy luôn. Nè mấy chị thấy cái tay của nó không? Mấy chị nhìn vô cái tay là mấy chị biết lên cái phom đầm như thế nào. 300 đầm này, 75 đến 85kg đầm kim tuyến 300. Rồi không thích đầm cứ bỏ qua bên đi, rồi xử lý sau. Xử lý sau xong để qua cái bao đầm vừa bán vừa tặng 10.000, 20, 30 cho mấy chị. Nhưng mà tay lớn nha. Đơn giản xử lý dễ lắm, về cắt tà lên là ok. Em có một cái con đầm zin nè. Zin này là zin cục bụng. Size nhiêu? Size 14 là, size 14 là 60 đến 70kg nha. Size 14 60 tới 70kg. Đây, đầm zin cục bụng này em, tại em không gài nút lại đó mấy chị nè, mấy chị thấy không? Cái form nó đẹp không? Form đẹp quá trời mà vậy đầm zin co giãn nữa ha. Chốt giùm em đầm zin cột bụng size 60 đến 70kg, 280 xả 200. 280 xả 200 nha quý vị nha. 280 xả 200. 280 xả 200. Chị nào chốt cái đó thì chốt lên giùm em nha. 280 xả cho mấy chị một cái giá rất là nhẹ nhàng luôn, 200. À, trắng chị vừa em đọc cái gì vậy ta? Đầm 200 của Trương Hoàng Phương Thảo. Đầm này chị Thảo về cầm cái nét rin lên gói lại đàng hoàng con không? Đầm này 200. Đầm nói gì? Hỏi cọc luôn. Đầm 200 của chị Phương Thảo nè. Rồi cọc luôn. Em có một con áo yếm hàng Việt Nam xúc áo gì giống như áo ba lỗ. Bà nội cha em mặc cái con này với áo rin đẹp dữ dằn lắm. Em mặc cái con này với áo rin là đẹp xuất sắc luôn á chị. 80.000 áo rêu. Em mặc cái con này với lại quần rin á, quần sọt rin á, xuất sắc lắm nha. Xuất sắc cực kỳ luôn, 80.000 áo rêu hàng Việt Nam xuất khẩu. Đó, áo yếm của Trương Hoàng Phương Thảo 80.000. 80.000 của Trương Hoàng Phương Thảo nè. Nó cái cục hàng gì mà nó rớt lên ngoài đất vậy bây. Đó, đen đen này nè. Rồi xong chưa? Xong chưa? Kéo quần lên. Ừ, chết mẹ rồi. Rồi chết mẹ rồi. Có bộ môn. Bộ môn 90kg. Quần legging. Rồi xả mấy chị 50.000 con nha. Xả mấy chị 50.000 con quần legging. Dạ 60 đến 85kg. Rồi 60 đến 85. Quần này mấy chị mặc dày lắm, quần dài. Quần dài tự nhiên sao lọt con, lọt cái gì không biết nữa. Rồi legging dài mấy chị ơi. Legging dài. Em có con quần, con quần hồi nãy sale 70 nè, 60 đến 65kg. Quần này 60 đến 65kg nè.
Rồi xả cho mấy chị 50.000, à 70.000. Quần rêu 70.000, còn legging thì xả 50.000. À legging xả 50.000 cho mấy chị nha. Legging xả 50.000. Alo alo. Alo alo. Alo 1234-4321-5768 4321-113. Alo. Alo quý vị đâu rồi? Quý vị ơi, quý vị của em đâu rồi? Ôi em còn con chân váy rin nè. Chân váy rin size 60kg. Còn con chân váy rin size 60kg, size 32. Chị nào 60kg size 32 chốt con chân váy rin này cho em ha. Rin 50k là gì? Rin 50k là gì chị Hồng Diễm? Legging. Legging chị cho lên em số ký này nè. Của chị Đoan Thùy một legging nè. Nè baby ra đi cái này khỏi gì đó. Nè 50.000 của Đoan Thùy nè. 50.000 của chị Đoan Thùy nè. Một legging của Hằng Võ là giờ chán bán rồi. Gọi luôn 113 cho nó nhau. 50.000 một con legging chán bán đó chị. À cái chị gì đó chốt legging là chốt lên giùm em nha. Đáng lẽ con này phải bán hai con là chị Hồng Diễm hay gì á. Phải chốt lên số ký em mới bán được nha. Không chốt số ký em không gì. Lấy hai con đi chị chứ bill dưới 100.000 cái em xả cũng mất công, ráng mua thêm một chút nha. Quần này 60-65kg nè. Quần này 60-65kg nè. Đặng Thị Loan legging hai cái nè. Hổm giờ không thấy bất kỳ đi đâu, đi du lịch ra sao á. Chiếu hè về quê em chơi không? Chị Đặng Thị Loan hai cái nè. Hè về Phú Yên chơi không mấy chị? Dạ. Chị Diễm lấy thêm cái là vải đẹp lắm. Tại quần này em bán 150.000 hai cái á. Nè chị Hồng Diễm thêm cái này, bên em là không có cho kiểm tra hàng khi nhận nha chứ nha. Rồi giờ là còn bộ đó. Có chị nào 90kg ở đây không? Em có bộ 9 tóc này em sale cho 140. Có chị nào 90kg ở đây không? Không có 90kg em khỏi lên. Nè hồi nãy chị nào hỏi đầm nè. Đầm này 280 xả cho mấy chị 150.000. Đẹp vô số kể luôn. Em nói thiệt 280 mà xả 150 mà mấy chị coi phơm đầm nè. Mấy chị coi phơm đầm đây, đầm khuy độc nè. Chốt giùm em đầm xanh đen là tay áo nè. Vải nè mấy chị. Trời ơi em nói thiệt á. Bà nội cha nó giống như đầm bị mất phong long vậy á. Rồi chốt giùm em đầm xanh đen hoặc đầm khuy độc nha. Ủa sao đi không được chị? Legging có túi không? Trân Huyền legging có túi không? Hình như có mà chưa có khui ra chị. Về chị phải rọc chỉ ra chị. Có mà chưa có khui ra chị. Về chị phải rọc chỉ ra. Rồi chốt giùm em đầm này còn size L dưới 72kg nhiều lắm. Đầm này mấy chị mặc lên không đẹp, mấy chị đi kiếm Mỹ Yên. Má tới khi nó chán rồi á, làm cái quần què gì nó cũng bị lỗi. Tới khi mà nó không suôn sẻ, quần rin hai cái, quần legging hai cái 75kg của chị Tân Thủy. Có đầm dạ hội không? Ủa còn cái cục quần legging không vậy? Ủa quần legging hết rồi hả? Ở đây hai cái. Bên em là không có cho kiểm tra hàng khi nhận, mà hàng sale là bên em không cho đổi trả nha mấy chị khách mới. Trưa like 2 giờ tối 8 giờ 30 nha mấy chá. Tân Thủy hả? Tân Thủy. Đầm xanh đen của chị Nhi Trương. Nhi Trương mua hàng bên em cho Nhi ơi. Đầm này có size tới 100kg, size 90kg còn nhiều lắm nè. Size 90kg còn nhiều luôn, có size 100kg. Hiện giờ em còn hai size dưới 72kg và dưới 92kg. Đầm này của Nhi Trương nè, 150.000 của Nhi Trương, bên em ship toàn quốc là 20.000 nha.
Đầm của chị Ngọc Tân là 85kg. Ghi giùm Ngọc Tân 150.000 đi. Ghi giùm Ngọc Tân 150.000. Rồi đây nè mấy chị. Đây nè mấy chị. Mấy chị mua quần rin em mà quần rin xưởng á, ví dụ như em biết mấy chị 73-74kg là em lấy size 75, em lấy size 34 cho mấy chị. Thì khi mà mấy chị không thể nào đo vậy được, mấy chị phải mặc vô. Tại vì mỗi kho nó có loại rin nó khác nhau. Mấy chị cầm 3 quần mấy chị đo 3 size là em không đồng ý. Tại vì nó đâu phải cùng một xưởng đâu, nó ra cùng một rập. Rồi tới khi bị nản cái gì là nó kéo chùm kéo hòn hết trơn hết trọi luôn. Nó kéo chùm kéo hòn. Bán kiểu này nữa là em trẻ nhà luôn. Trẻ nhà gọn vừa gọn nhẹ. Ổng đi làm bộ em muốn làm cái gì em ngày ở nhà em bán tóc tóc dài biêu cũng được. Bán kiểu không có trách nhiệm gì em cũng có bán. Chán. Có khi chán là nó kéo dòng kéo họ kéo bà kéo con vậy. Em có đôi dép 500, em giày 500, em bán sale cho mấy chị 350 nè. Mấy chị coi nè. Mấy chị coi hàng Việt Nam xuất khẩu đi châu Âu đi đẹp không? Đôi này size 39.5. Bây giờ hỏi chị là vô đặt hàng Quảng Châu đặt đôi 39, đúng không? Vô đặt đôi 39. Đúng không? Đặt đôi 39 là mấy chị đặt cho em đâu có đặt. Rồi vô đặt đôi 39, ok. Đặt đôi 39 xong rồi kêu chị ơi đôi 39 em không vừa, chị đổi cho em 40 đi. Em ok chị đổi. Mà bình thường em ít khi nào em cho mọi người chịu ship lắm. Mà lâu lâu buộc mẹ nói chị chịu ship nha là đồ má nhảy động lên. Nhảy động lên. Tại do chị giao hàng không vừa chứ bộ. Cho ai kiếm cái quần bỏ vô cái bao rêu với cam đi. Em biết có khi em bị cái chuyện gì là nó bị nó kéo gì, nó kéo chùm kéo rễ vậy luôn đó mấy chị. Mà rõ ràng lỗi không phải từ mình. Lỗi không phải từ em nha. Từ em là em để biết mấy chị hết. Có khi cái chuyện nó tới một giây một giọt. Nó tới đỡ không kịp luôn. Chị thấy em, Hồng Phúc ơi thấy em. Chị Yên thấy em, thấy gì, nói gì vậy gái? Thấy vụ gì, ai, sao? Bà ngoại điện so phải không? Vụ gì? Cái quần đâu? Tao đâu thấy cái quần đâu cho nên tao mới kêu tao bỏ đại rồi đó, khỏi lo tụi đi. Cái lùng qua hốt cái rác này nè con. Hốt cái rác này nè con, rồi lên đầm xả nè. Lấy cái bao đó. Cái bao đó là đường rác nè. Hốt trong này nè. Rồi lên đầm xả cho mấy chị nè. Áo em đang mặc đẹp quá Hiên ơi, hồi đó em cũng may bán á. Hồi đó em cũng may bán mà cũng qua tour rồi. Em bị stress lắm chị ơi. Em giờ em kiểu như em mệt nói. Em mệt nói. Cái này là dâm nhung nè. Em còn mấy cái dâm nhung em mở ra. Trời ơi cái dâm nhung này mà mấy chị đi tiệc một phát nha. Hổm giờ chị Bạch Yến hốt dâm nhung chưa? Hốt dâm nhung một cái là em nói mấy chị mê chích thò lò luôn. Mê thiệt. Rồi lên đầm đi. Bán sale vài chục cho những chị có mua hàng mà có chia sẻ livestream nè. Nhưng mà đa số size lớn nha. Đa số size lớn. Đây. Xuất sắc chưa? Về mấy chị không thích cắt ngang cái bụp tới đầu gối. Rồi bán con này cho mấy chị 60. Con này bán 60.000 nha. Con này size khoảng cỡ 90kg. 60.000. 80 đến 90kg bán 60.000 đồng này. Bán 60. Em mệt. Đầm hồng của Hồng Phúc Huỳnh Thị coi chuẩn bị gắn con chuột vô nè. Ha. Gắn con chuột vô. Hồng Phúc Huỳnh Thị. 60.000 của Hồng Phúc Huỳnh Thị nè. Hồng Phúc Hồng Thị 60.000. Ngồi lại đây. Ngày hôm nay không ngồi lại hối hận cả cuộc đời. Trời ơi cái gì mà nó nằm dưới ghế tôi vậy trời. Ừ đầm. Đầm nhỏ lắm, nó nằm kho bên kia rồi chị. Má bán nằm 40, 50, 60. Chị ơi đầm này hơi rộng cho em đổi lại. Đồ má tôi cắn lử luôn. Hứa luôn. Rồi đầm này cũng vậy nè. Nhưng mà đầm này size rộng hơn một tí. Đầm này 85 đến 95 trăm ký. Chốt giùm em mã 2.
Mã 2 bán 60.000. Vải mềm và êm lắm nha. Mã 2 60.000. Chị Trần Thúy nãy giờ có view chưa? Chị Trần Thúy chốt cái đôi 39, 39 rưỡi này phải không chị? Đôi này hả chị? Đôi này đúng không? Đúng, ok là nhầm em. Cái sale 350, còn đúng đôi hàng bơm Đặng Anh Thư mã số 2 60.000. Đúng thì ok lên nhầm em cái nha chế nha. Đúng thì ok lên nhầm em cái nha chị nha. Bình thường bán vui lắm, đủ má tới khi bị sợ chết là cái mặt như con cặc luôn. Cái gì? 350.000. Đúng không thì báo lên ok dùm em nha chị nha. Đúng thì báo lên ok dùm em cái. Đã hai. Rồi lên cho mấy chị con đầm 100 kg. Mấy chị 100 kg hôm nay chốt hết đi. Mấy chị mà 90, 100 kg ngồi lại đây. Một mình hai chúng ta nói ra đi những ưu tư buồn phiền. Đẹp không? 100 kg. Về mấy chị tự bóp tự sửa, mấy chị muốn làm gì làm. Mấy chị về bóp lại một tí, lên lên cái này tới này thôi ha. Là đẹp 60.000. 60.000 mã số 3. 90 đến 100 kg, 60.000 mã số 3. Dạ đầm ta 250 hết đó mấy chị. Mua về nó chị ơi rộng cái chai em đổi cắn lưỡi chết luôn đó. Quỷ Bích Thủy giờ nó mới xuất hiện nè. Mã số 3 của Bích Thủy nè. Mã số 3 của Bích Thủy nè. Lên tiếp cho mấy chị một cái mã tím hoa. Mã tím hoa đá, cái đèn thủy nó cũng thích nè. Mã tím hoa đá. Con này là cúp ngực và rớt vai hờ hững nha. Con này cúp ngực và rớt vai hờ hững à. Con này cúp ngực và rớt vai hờ hững. Nói chung là con này 80 đến 100 kg. Chốt giùm em đầm tím. Đầm tím, những con này em có đọc size đọc ký hết nha. Đầm tím mấy chị ơi. Đầm tím 80 đến 100 kg, 60.000 đầm tím. Chị nào chốt đầm tím, chốt giùm em đầm tím. Bây bỏ bì đây, đầm tím 60.000. Đầm tím của chị, đầm này mấy chị xanh nhỏ ký mặt không vừa đâu. Chị Mai Đăng cũng, chị Mai Đăng cái gì mà cái đôi giày gì mà đổi size đó, chị chụp hình cái đôi giày chị báo qua em để em đổi hàng cho chị nha. Trương Hoàng Phương Thảo. Trương Hoàng Phương. Cái gì anh? Đàn anh Thu. Bạn hả? Ừ, đàn anh Thu, nhưng mà không giấu. Sao? Vân Thúy, cái đầm tím 60.000 kìa. Chứ cái đầm đó size lớn lắm hai chị. Hai chị Thảo với lại hai chị. Em có đưa số ký rõ ràng, mấy chị đọc kỹ nha. Chứ cái đầm này rộng lắm ha. Nè đầm hoa vàng nữa nè Thủy, màu đẹp không? Rồi đầm hoa vàng size 100 kg. Đầm hoa vàng chỗ cái màu vải là mê luôn, 60.000. 60.000 đầm hoa vàng. 60.000 đầm hoa vàng mấy chị. Đầm hoa vàng của Bích Thủy nè. Bích Thủy. Rồi lên lại đầm hoa. Lên lại đầm hoa. Cũng vậy á, nói chung là size bự hết à. Ha, size bự lắm, ai lấy thì lấy nha. Size 60.000, size rất là bự. Chốt giùm em hoa nâu. Hoa nâu 80 đến 100 kg. Hết lấy hết rồi chị. Nhà có thợ may, dạ ok chị Thảo chốt lại đi chị. Chốt giùm em đầm, còn đầm nữa nhiều lắm, hai bao lận. Hoa nâu của Quỳnh Phương. Đầm này là ra size rất là bự nha, 60.000 của Quỳnh Phương. 60.000 của Quỳnh Phương. Để xong rồi qua kia còn cái đầm kia đổi cho Quỳnh Phương luôn. Chị Trần Thúy ơi, vào cho em xin địa chỉ kèm số điện thoại. Nhà em không có cho kiểm hàng, tra hàng khi nhận. Mà nhà em hàng sale không cho đổi trả. Mà nhà em hàng hàng sale không cho đổi trả, chỉ đổi trả hàng chính quy thôi. Nhà em cũng không cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Không gọi điện chốt hàng. Hoa tím của chị Bạch Yến nè. Hoa tím của chị Bạch Yến nè. Không có 80 kg đâu chị, 80 đến 100 kg. Cái size nó nằm ở đó đó. Em có một cái con này nè. Cái con này mà chị nào mà thích đầm dây giống như chị Huỳnh Hòn đó nha, là mấy chị hốt cái con này về, mấy chị giặt dài nước đi.
Em có một con nha. Mấy chị coi form dây của nó là đẹp không? Mấy chị thấy đỉnh không? Con này mấy chị mặc lên như công chúa. Nhưng mà con này còn cỡ dưới 85kg thôi. Chốt giùm em đầm này 150.000. Đầm này em không có sale, đầm này 250. Sale 150.000 thôi. Đầm này mấy chị mặc như công chúa luôn. Đầm này em không có sale. Chốt giùm em đầm dây. Đầm dây 150.000. Em nói mấy chị đỉnh lắm luôn. Mặc lên form đẹp lắm. 150 của chị Bạch Yến là ghi chữ rõ rõ vậy bây giờ. Ghi chữ rõ rõ rồi từ từ ghi. Bán cũng không có bao nhiêu hết. Xuống dưới cái toàn toàn lộn bill không mà nản quá trời luôn. Đi tu luôn á. Em có một con đầm dây đó mà màu đen. Trộn nó đẹp. Nó đẹp dữ dằn lắm luôn á. Rồi chốt giùm em đầm hoa đỏ cũng vậy. Nói chung là cũng size rộng lắm, cũng size cả 100kg á nha. Ưng thì về bóp lại bán 60.000. Mấy đầm này hàng Việt Nam xuất khẩu đó. Hoa đỏ của Bích Thủy nè. Hoa đỏ của Bích Thủy nè. Hồi nãy chị về chị về thích lấy đầm đó chị về hay mua đồ. Bùi Thanh Huyền nè. Bùi Thanh Huyền đầm 150 nè bây. Đầm 150 của Bùi Thanh Huyền nè. Còn nha. Còn ba bên kia nữa yên tâm đi. Đâu có sáng luôn. Túi size 100kg đó ai về muốn bóp muốn cắt gì lên thì cắt. Bóp có gì cần phải em có sở yêu chị nha. Hoa nâu. Hoa nâu mấy chị ơi. Hoa nâu hello 60.000. Không có đầm nhỏ đâu. Không có đầm nhỏ đâu mấy chị. Đầm này mấy chị bán 60.000 mấy chị là cho hết cái hàng để mấy chị về sửa mặt đó. Chứ không có nhỏ đâu khỏi canh. Ai đang canh khỏi canh. Ai đang canh khỏi canh đầm hoa nâu. Hoa nâu của Ngọc Châu về sửa nha chị Châu nha. Chứ lên em kêu 60kg mà đưa cái hàng này là chửi lộ bà. 60.000 của Hồi Phương Trần nè. 250 bán giá đó là chị Trần Thúy nha. Để Trần Thúy đi. Hoa nâu. Còn. Còn nha, tranh thủ chốt nha. Tranh thủ chốt. Hoa nâu của chị gì đây? Hoa nâu của chị Bạch Yến. Ủa này phải nâu không chị? Nếu mà em, nếu mà theo dự đoán của em thì con hoa nâu này chị Bạch Yến không phải đi bóp nè. Nếu mà theo dự đoán của em thì con hoa nâu này chị Bạch Yến không phải đi bóp nè. 80kg nè. Nè của chị Bạch Yến 60.000 nè. Còn con hoa nâu. Còn đúng một con hoa nâu. Hello chị Tâm Trương. Còn đúng một con hoa nâu. Trái nào chốt hoa nâu. Chốt giùm em hoa nâu nha. Hoa nâu chốt lên giùm em. Hoa nâu. Còn đúng một con hoa nâu 60.000. Đầm đen đang treo có ngực 135 không em. Cái con này còn cỡ 90kg là còn con cuối cùng. Con này 90kg còn con cuối cùng em sale quá chị. Hết rồi. Hơn vậy ta. Hơn. Còn con hoa nâu cũng 100kg một ít rồi. Tự nhiên hơn. Nè còn con hoa nâu 60.000. Hoa đỏ. Ai chưa chốt hoa đỏ. Ai chưa chốt hoa đỏ còn đúng một con hoa đỏ luôn. Ha. Mà cái con đầm xúc này mà về không sửa là coi như nó hơi bị đỉnh luôn á chị. Ha. Hoa nâu với hoa đỏ đều size 100kg hết. Em bán 60.000 là tại sao? Tại vì bán cho hết để mấy chị về sửa lại mặt hoặc là cắt ngắn lên ha. Hoa đỏ của chị Hà Thị Ngân. Cái đầm này size 100kg là mấy chị nghe em nói cho cẩn thận nha. Chứ không là mấy chị mệt mỏi lắm. Mấy chị về mấy chị hành lỗ tay em chịu không nổi đâu ha. Hoa nâu còn đúng một con. Hoa đỏ chị Ngân gì đó lấy rồi ha. Hoa đỏ chị Hà Thị Ngân lấy rồi. Bán kiểu này là mấy chị biết em lỗ cỡ nào luôn á. Em nói thiệt mà. Bán như thế này là mấy chị biết em lỗ cỡ nào rồi. Hoa nâu. Chị nào chốt hoa nâu chốt lên giùm em hoa nâu. Đầm này là bé nào chuẩn bị đám cưới là. Hoa đỏ khách lấy rồi chị.
Rồi còn đúng một con ren. Còn đúng một con ren thôi nè mấy chị, một con đúng một con ren. Đúng một con ren. Thủy lấy đi Thủy ơi. Thủy lấy cái con ren này đi Thủy ơi. Còn đúng một cái con ren. Con ren kim đá nè. Nói chung là đẹp, Thủy lấy cái này là hơi bị vừa vặn luôn. Khi Thủy mặc lên là nó sẽ đắp chéo như thế này là bán 60 ngàn luôn. Chốt giùm em kem. Hoa nâu của kêu trong ta 60 ngàn. Hàng này là về mấy chị phải bóp đó. Ren của Bạch Yến. Ren của Bạch Yến 60 ngàn. Rồi xong cái đỉnh này. Xong đỉnh này nha. Này. Dâm nhung 250. Hồi bữa giờ chị nào chưa chốt cái dâm nhung bên em chưa? Chưa chốt thì tranh thủ chốt nha. Em nói mấy chị nó đẹp. Nó đẹp kinh khủng lắm. Nó đẹp dữ dằn lắm. Nó đẹp dữ lắm. Để em hỏi cái kho hàng xuất bên này nữa. Cái hàng kiểu này chết. Dạ, dạ hết rồi chị Kim Bảo, để em qua cái bao bên này em coi thử còn không nha. Để em qua bên này. Chứ cái đầm này là mấy chị mua thứ nhất bill phải trên 100 ngàn nè. Chị lấy hoa này không? Chốt giùm em màu đồng. Chốt giùm em vàng đậm ấy. Vàng bò hả? Đủ má không biết. Rồi chốt giùm em đo vàng bò. Chốt giùm em vàng bò vàng đậm đi. Size 100kg không à? Size 100kg. Mấy chị cứ tưởng tượng đi. Size 100kg là eo người ta không bao giờ nằm ở 100 đâu. Em chị eo chị mới 70 ngàn. Vàng bò của Bích Thủy nè 60 ngàn. Mấy cái này là về là mấy chị phải sửa hết á, không thể nào mà không sửa. Mấy chị sửa ráo hết á nha, kể cả chị Bạch Yến cũng sửa. Đại nãy có con cái của chị Bạch Yến sao hơn vậy á, chứ hơn vậy bi ra nhúng chị khác rồi bi bùi hết cái kim tiếng là vô chết đĩ mẹ luôn. Trên lầu nhúng cũng được nè. Đầm này là về chắc chắn mấy chị một câu là mấy chị phải sửa lại hết. Không thể nào không sửa hết nha. Tiếp không mấy chị? Tiếp không hay là ngừng? Tiếp không hay là ngưng báo em nha. Nè, Kim Bảo khách cũ hay khách mới vậy? Lấy cho Kim Bảo cái vàng bò này nè, nãy giờ Kim Bảo comment hoài. Vàng bò của Bạch Yến để kiếm nha. Nè còn một cái con đầm dây 150 vẫn còn nè. Vàng bò của Bạch Yến nè, 60 ngàn của Bạch Yến. Bà Bạch Yến tính ra bả hơn dễ sợ thiệt chứ. Rồi Bạch Yến. Ừ có Thủy là khỏi sữa. Bạch Yến nè, 60 ngàn của Bạch Yến nè. Đúng rồi, có Thủy là khỏi sữa. Dâm đó eo 100 là chị dừa đó. Cái dâm yếm đó là eo 100 là chị dừa đó. 70kg eo 100 là chị dừa. Mà con dâm đó mặc lên cưng. Cưng dữ dằn đó. Dâm nó mặc lên cưng thấy mẹ luôn. Cưng không có chỗ để nói luôn. Gọn gàng nữa. Mà nói chung là phơm chuẩn lắm. Phơm rất là chuẩn. Dâm yếm là vải đẹp. Vải mềm lắm. Em nói em bán mấy chị 250. Mấy chị không tin. Rồi đầm bi trắng. Bi trắng 60 ngàn luôn. Đầm này chỉ có Bích Thủy về là không sửa thôi. Còn lại mọi người sửa đó. Mà Bích Thủy cũng có thể sửa. Nè đầm yếm bi trắng này đẹp không? Bi trắng 60 ngàn, size 100kg luôn. Size này dưới 100kg. Size này nhỏ hơn mấy cái đầm kia. Chốt giùm em bi trắng yếm đẹp không? Ồ, hàng Việt Nam xuất khẩu cái đai đầm này nè. Chốt con dâm của chị Nguyễn Sinh nè. Ủa, Kim Bảo hỏi đầm hoa 75kg vượt sớt. Xả đi. Xàm. Con kêu cô hoa vô livestream đi. Trời, làm như nói mấy chị không nghe sao? Em nói là những con đầm này size đúng 100kg. Tại sao bán 60 ngàn? Tại vì bán cho mấy chị mua để về, thứ nhất em xả kho, thứ hai cho mấy chị mua về sửa mặt. Chốt xong 1-2 ỉ oi chốt cái đầm xong vô hỏi 75kg vừa không. Bán mà chán. Thiệt em đang chán mấy chị đừng làm em chán thêm, em tắt like đó. 60 ngàn của Hồng Phúc Huỳnh Thị nè. Em đang rất là chán luôn á.
Mấy chị đừng làm em chán thêm tội nghiệp em, để em buôn bán chồng con em nữa mấy chị. Cậu em bán hàng mà nãy giờ em nói tới cỡ đó luôn, mấy chị nghe rõ không mấy chị? Em hỏi thiệt, em nói mấy chị nghe rõ không? Size 14 nè. Đầm này là của, dùm này là của chị Nguyễn Sinh nè con. Nói tới cỡ vậy luôn á. Nguyễn Sinh nhiêu? Làm như em không có sức chịu đựng nữa sao chị? Tại mình đang stress á. Mà mình nói rõ quá trời luôn, chị thấy em nói nãy giờ 5-7 lượt luôn không? 250 của cô Nguyễn Sinh. Chị nào mà size lớn hút cái con đầm này em bán với chị 100 ngàn thôi. Mấy chị thấy vậy không đẹp đúng không? Nhưng mà xin lỗi với mấy chị nè, khi mấy chị mặc lên cái tài này nè, nó căng ra nó đẹp không? Nhưng mà size này là size 90-100kg. Đầm ren. Đầm này Bích Thủy mặc hơi bị đẹp luôn, 100 ngàn đầm ren. Trời ơi, trời thì chút. Sao mà chốt được, chốt 60 ngàn mà chị vô trong live chị hỏi 75kg vừa không thì sao em trả lời là vừa hay không được. Trong khi đó em nói là đầm này 100kg nè, 60 ngàn. Em bán để cho mấy chị sửa lại, em không khó khăn. Nhưng mà đầm người ta 250 ta đã bán 60 ngàn rồi chị. Chị hiểu không? Chị hiểu không? Chứ không phải là em chốt với không chốt. 100 ngàn ren của chị Tâm Trương con này đẹp lắm. Còn hai bao nữa là mấy chị để cho em bình tĩnh em xeo mẹ hết hàng đi, để em dập thằng kho đi nha. À, nay có xếp bộ caro quần váy có nè chị Lan Anh My, để em cho chị coi bi cho cái bộ ngay chỗ chân em ơi. Bộ này 240, vải áo co giãn, vải quần co giãn, nó size 60-92kg, hết size 100kg rồi. Em đưa cho chị coi nè. Rồi con chốt thêm câu này, bill trên cô ráng lựa thêm cái nữa, bill trên 100 ngàn mới đi nè. Rồi đây mấy chị, bộ caro quần váy size 60-92kg. Em nói mấy chị là riêng vải nhà em là bao bao đình bao đám cho mấy chị luôn. Hôm nay ngừng hàng xưởng cả tuần rồi đó. Đây, xin ông chị tay phòng nè, khi mặt tay nó tự phòng, và áo nè mấy chị, áo kho giãn nè. Chế nào chưa có bộ caro bên em là chốt đi nha. Bộ này mặc lên rất là đẹp và rất là cưng. Đầm ren khách lấy rồi chị Mão Hoàng. Chị Mão Hoàng cứ chốt cái bộ bò này mà cái màu này được không chị Hoàng? Cái màu này được không chế? Vải đẹp lắm. Cái bộ này chị nào nhận về mặt cũng đẹp á. Chị Mão Hoàng có ok không hay là không thì báo em nha. Là... Hello chị Loan. Đi trắng nghĩ không gì. Lấy về em sửa gì? Khách lấy rồi. Mượn con số gạt hả? Ốm gạt rồi. Bộ caro kèm số ký nha. Đầm đen khách lấy rồi anh Tiến ơi, bạn Tiến ơi. Khách lấy rồi. Nè, em có con dâm dấu bữa giờ nè, 250 ngàn nè. Nếu mấy chị nào mà dưới 70kg mặc con dâm này lên mà không gọn không đẹp, trả cho em thu tiền lại. Mặc cực kỳ sang và cực kỳ đẹp mà mấy chị coi vải nè, vải hơi bị đỉnh luôn. 280 ngàn, 250 ngàn con dâm dưới 70kg. Caro bao nhiêu tiền chị? 240 á chị Đinh Hằng. Vải áo, vải quần rất là đẹp và mặc lên rất là gọn nha, có size, có ký luôn. Rồi bán cho em con đầm sơ mi nè. Bán cho em con đầm sơ mi, size này là size 90kg. Xin lỗi mấy chị là hơi bị đẹp luôn. Rồi bán 100 ngàn, 90kg. Bị trắng hả mấy đồ? Không. Khách lấy rồi. Cho bà cứ đòi bi trắng là sao? Đòi thêm bi trắng hả? Mấy chị biết cái chỗ nào để em tới em tu cho nó đỡ, nó đỡ bị lăn lăn không? Đầm sơ mi của chế uống tóc toàn anh 100 ngàn. Đầm 100 ngàn. Ủa chị Mão Hoàng em hỏi chị nghe không chị? Nè Mão Hoàng 100 ngàn. Chá, chị Mão Hoàng có đặt cái bộ này nè. Chị có lấy không? Chị có lấy không báo giùm em một cái. Vô coi tin nhắn của Mão Hoàng luôn luôn. Rồi lên tiếp tục nè, xả luôn. Xả luôn. Con này là, nói là phơm này là phơm của Bích Thủy không à. Em nói thiệt, phơm đi tiệc toàn phơm Bích Thủy không à. Thôi kệ mẹ nó, bán luôn đi 60 ngàn. Toàn là phơm của Bích Thủy không à mấy chị, mà vải mềm lắm.
Bà nậu chê em nói mấy chị vải mềm mà đẹp quá trời luôn nè. Rồi 60 ngàn luôn. Đầm xanh đen 60 ngàn. Tôi coi mà tôi cũng mất mệt. Bởi vậy cái người mà không biết đó chị, ta vô ta nói sao mình like nhau mà thì mắc mệt thiệt. Đầm xanh của đàn anh thu 60 ngàn. Trời bán hết đi cho nó nhẹ nhàng. Nào bán được em bán nha. Nào bán được mana con nè. Đầm hoa lỏ 60 ngàn, size 100kg về bóp hết á. Chị nào cũng phải về bóp hết á. Đầm hoa đỏ 60 ngàn, còn được vài con nè, tranh thủ chốt đi. Xanh đen khách lấy rồi, xanh đen khách lấy rồi. Dạ đẹp chị Ánh. À, thôi khỏi đi con, trả lời thôi. Các con không muốn lấy. Rồi đầm chốt giùm em đầm đầm cam đất. Rồi đầm cam đất cũng 60 ngàn, size 100kg luôn cam đất. Cam đất ha. Chị Thanh Trà, chị chốt là chốt đầm đen thôi, đừng chốt số điện thoại lên làm không lợi mấy chị đâu. Thiệt em sale là làm không có lợi đâu. Cứ chốt đi rồi từ từ. Hoa đỏ của Quỳnh Phương nè. Hoa đỏ 60 ngàn của Quỳnh Phương nè. Rồi hoa vàng đúng không? Hoa cam đất đúng không? Và đây là hoa nâu. Đây là hoa nâu đó, 100kg hết về cứ bóp hai bên lại chút và cắt ngắn lên tới đầu gối là như công chúa luôn. Đơn giản mà. Hồi nãy ai chốt bi còn con bi yếm nè. Đầu má con bi yếm này về hơi bị đỉnh nha. Rồi bi yếm. Ai chốt con bi nâu nè, đẹp không? Đó ai chốt bi nâu chốt đi. 60 ngàn bán cho lỗ lòi lồn luôn. Cam đất 60 ngàn. Nhớ là hàng này là hàng 100kg hết nha. Hàng 100kg về mặt buộc lòng là phải. Buộc lòng là phải phải sửa hết đó nha gái Đinh Hằng. À, tôi có cam đất bây giờ hết biết rồi đừng hỏi nữa. Bi yếm của Bích Thủy là 60 ngàn. Bi yếm của Bích Thủy. Bích Thủy 60 ngàn. Bán đây em nói thiệt lỗ nó không lòi lồn em làm con mấy chị á. Phai 100kg hết đó nha. Về buộc lòng phải sửa nha. Rồi còn một cái con bi nâu khách lấy rồi. Bi nâu bé bong bong khách lấy. Chốt giùm em ren hồng. Chốt giùm em ren hồng. Đã nói rồi phơm này là của phơm nhà của Bích Thủy á. Nè. Nè, khi mấy chị mặc ở sâu nó đẹp lắm nè. Mặc ở sâu nó đẹp lắm nha, 60 ngàn ren hồng. Trời ơi, nói thiệt luôn á. Đừng nói có tiền không đi được đường quyền đâu. Ren hồng, 60 ngàn ren hồng. Ren hồng của bé Bạch Yến nè. Chị ơi, nhận giày rồi, cảm ơn chị Hương. Ren Yến của chị Bạch Hồng nè. Nó nãy giờ ít nhất phải vô bơm cho em một câu vậy cho em đỡ bị áp lực chứ. Con đầm này là tôi có một cái và còn một cái bán là 250. Nói ván một vậy à. Mấy má chốt đầm này về mặt đi ra đường không đẹp kiếm tôi, không gọn kiếm tôi. 250 ngàn đầm, đầm yếm xanh. Đầm yếm xanh 250 ngàn đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn. Rồi lên cho mấy chị lại con ren xanh nữa. Con ren xanh y chang con ren hồng, 60 ngàn. Ren xanh y chang ren hồng, 60 ngàn ren xanh. Không có đâu kiếm chị comment cùng với mọi người đi chứ đâu có thể ưu tiên chị được. Nha. Không có ưu tiên chế được đâu chị Kim Bảo. Ưu tiên chế chứ khách em quýnh em lòi bản họng luôn. 60 ngàn của chị Bạch Yến. Bà Bạch Yến bạn mua về bạn mở shop nè. Hứa luôn. Hứa. Hứa má mua về má mở shop luôn. Rồi chốt giùm em con đầm cam đất đi ha. Cam đất 100kg. Cam đất 100kg. Mấy con này là mấy con hàng này là mấy con hàng chính quy nè. Không sale nha. Con này size 90-95kg là đẹp không. Ủa mấy con này hàng 90-250. Con này cũng vậy nè. Con này size 12 nè. Dưới 72kg đẹp không. Trời ơi em nói mấy chị vải đẹp lắm. 250. Mấy con này 300 chứ không phải 250. Xin lỗi 300. 300 nha. Cam đốc của Lê Nguyên nè 60 ngàn. Lê Nguyên coi thử. Lê Nguyên nào đây. Coi thử Lê Nguyên nào. Hình như Lê Nguyên mua em một cái bill triệu mấy. Nhận chưa chế. Nó giao cho chế chưa vậy. Nó giao cho chế chưa? Mấy con đầm này là 300. Em có một bao quần jean nam chưa khui nha. Bao nhiêu bự vô bao tải vậy đó. Ha. Nãy giờ em cầm cái đầm này mấy chị có thắc mắc không? Đó là nó là nó là con đầm này là bán 100 ngàn. Là nó là con đầm lót của con đầm xanh này nè. Đó bán với chị 100 ngàn. Ha. Con này đẹp lắm. Con này phơm đẹp dữ dội lắm. Tôi đang bán đồ tiên. Cho hết để nghỉ nè. Tôi sửa rồi bỏ tôi ngắm đó là. Ủa chị Yến bán đồ si hả? Ủa vậy đó hả?
vậy đó nè, sao em không biết nè. Đầm xanh, ai chốt đầm xanh sơ mi chốt giùm em đầm xanh sơ mi ha, đầm xanh sơ mi. Xong cái này là em treo hết xuống nhà dữ luôn, dọn nhà em mở shop luôn cho mấy chị qua cho rồi đi kiếm bia, đi kiếm shop á chị, shop nào cũng 30-40 triệu mặt bằng chịu không nổi luôn. Em có một con đầm hoa ly ti xanh nè, đẹp không, bộ xinh không, 100 ngàn ha, 100 ngàn. Size này cũng 85-100 kg, hoa ly ti xanh 100 ngàn, hơi bị đẹp nha, phơm hơi bị đẹp. Con đầm này chị uống tóc Hoàng Anh lấy được nè, đầm xanh của đầm, đầm xanh là đầm trước phải không chị, đầm này phải không chị, rồi tính tài lê 80 ngàn đi, đầm xanh tính tài lê 80 ngàn, hoa ly ti đó chị uống tóc Hoàng Anh 100 ngàn. Em đọc tên luôn mà, đọc tên luôn nha, nè đầm này 300 nè, đầm này 300 nhưng mà size này là size 75 kg nè, đầm này đầm 300 mà size 75 kg nè, đầm kim tím 300 size 75 kg. Rồi đầm hoa đỏ ai chưa chốt chốt đi nha, đầm hoa đỏ yếm, đầm hoa đỏ 60 ngàn, 60 ngàn đầm hoa đỏ. Chị nào chốt đầm hoa đỏ chốt giùm em hoa đỏ, hoa đỏ còn 2 cái, hoa đỏ còn 2 cái nha chị nha, hoa đỏ còn 2 cái. Bên em không gọi điện chốt hàng cho chị Đinh Hà, và bên em chị cho địa chỉ rồi em mới chốt tiếp chứ không phải để chốt xong mới inbox cho chị Đinh Hà. Em có một con đầm lưới đắp chéo nè, đầm này bữa Bích Thủy lấy chưa giờ, rồi xả con đầm à, con đầm lưới đắp chéo cho mấy chị 100 ngàn nè, đẹp không, phơm đẹp không. Phơm này không có lớn đâu, phơm này mấy chị về không cần sửa đâu, 70-80-90 kg cũng vừa. Con này chị uống tóc Hoàng Anh vừa nè, bán cho mấy chị 100 ngàn. À, đầm hoa vàng lưới nha, cho em xem lại đầm 300 sát nách đi chị. Dạ đầm đó đẹp lắm chị Thảo Hồ, sang. Em nói một câu là sang là chị hiểu rồi đó, đầm nào mặc lên mà không thấy bụng và sang là đầm đó là nó đỉnh. Đây nè, chị thấy phơm đẹp không, phơm A mà vải đẹp lắm, đầm 300 nè, ở sâu nè chị. Con đầm này chị Thảo Hồ mặc lên là ngất ngay con gà tây luôn nha. Đó, đầm lưới đang 100 ngàn của chị Đan Thùy nè, chị Đan Thùy 100 ngàn nè. Ờ, lưới chéo khách lấy rồi, đầm hoa vàng lưới khách hái lô. Chị Hồng Hạnh, chị Hồng Hạnh cũng mặc hả, chị Hồng Hạnh cũng mặc hả. Rồi má ơi em ngồi mà em hít bụi như vậy là sao em. Nè đầm sơ mi nè vẫn còn nè, hồi nãy ai chưa chốt kịp đầm sơ mi vẫn còn nè, sơ mi size dưới 85-88 kg nè. Nè đầm sơ mi nè, ôi con này mà mấy chị không chốt là mấy chị sai lầm lắm luôn nha, sai lầm dữ lắm luôn ha. Lưới chéo 100 ngàn khách đấy rồi, Thảo Hồ lấy đầm 300 nè. Chị Thảo Hồ nè, con ơi 300 của cô Thảo Hồ nè, 300 của cô Thảo Hồ đầm sơ mi. Dạ đầm sơ mi của chế uống tóc Hoàng Anh. À xin lỗi, đầm sơ mi của bé Nhi Uyên nè, Nhi Uyên, Nhi Uyên. Đây, đây là con đầm hồi bữa tôi giấu lại nè mấy chị. Tôi nói thiệt, tôi có giấu lại một con đầm phơm suông như công chúa, mà ở sau lưng có hàng nút nè. Sơ mi 100 chị. 100 nè, thấy không? Nhưng mà con này là nếu mà con này đẹp á là khoảng cỡ dưới 80 kg thôi nha. Con này 250 á, con này giờ bán cho mấy chị 120 ngàn. Chốt giùm em đầm 120. Cho em xả đồ cái chị Ánh, có thể tối nay lên kịp thì lên, tại giờ em muốn xả cái này để em lấy cái phòng này em chắc hàng Quảng Châu về với quần áo về á chị. Với lại thứ tư có một lô đồ Nhật về, ốc Dũng nè, ốc Dũng còn đôi giày nha, ốc Dũng 120. Ốc Dũng đang có bầu á, ốc Dũng. Nè Bích Thủy ơi, đưa lên cái giật liền nha, đưa lên cái giật liền cho tôi thiệt. À mà không, size nhỏ sao giật, size nhỏ xíu à, size nhỏ xíu có chút béo em thương. Thôi đầm này để tặng, tặng cho em tôi đi. Đò đi qua bên đời mọi người ngắm nhìn em, để treo nhà dưới để mai mốt lỡ già có mở shop có treo. À bữa Bích Thủy có đầm đó rồi phải không, lỗ lòi lồn. Rồi còn hai con nè, còn hai con chốt giùm em màu hồng da nè. Lưu ý đầm này nha, form thì đẹp lắm nhưng mà khi mấy chị mặc ở sâu nó hở vậy nè,
60.000, nhưng mà khi mấy chị mặc lên nó chỉ hở một cái đường như thế này thôi. Nó căng cái này ra thì nó sẽ hở một cái đường như đây thôi ha. Đầm đi tiệc mà đầm này mấy chị không còn sửa nè. Đầm này size khoảng cỡ 80kg, trên dưới 5kg cũng vừa ha. Đầm này chị đang thì lấy đi 60.000. 60.000 hồng da. 60.000 hồng da. Size khoảng cỡ đó không phải sửa. Hồng da của chị Bạch Yến nè, 60.000. Và em còn một con cuối cùng của cuộc đời ngày hôm nay, đó là con hồng đậm, hồng rút đậm. Một con chốt giùm em rút đậm. Con này cũng ít sữa nè, con này còn nếu mà 90kg thì khỏi sữa ha. Đó, chốt giùm em rút đậm. Hồng da khách lấy rồi. À, đầm, hồng da khách lấy rồi, còn đúng một con rút đậm 60.000. Hết. Hết. Là hết nha em, qua bao khác. Hồng hết nha, qua bao khác chứ không phải hết tại đây. Rút đậm của Hồng Phúc Huỳnh Thị nè. Hồng Phúc Huỳnh Thị nè. Rút đậm. Coi cấp mấy cái bao này. Rút đậm của Hồng Phúc Huỳnh Thị nè. Trời ơi nó bụi nè mấy chị, sao nó bụi dữ, bụi dằn nhưng không biết nữa. Không hiểu gì sao luôn á. Bây ra sổ nhầm cái nữa đi. Thầm nè. Cho nó khỏi buông chim tiếng ra. Rút đậm. À, có đầm nhưng mà giờ vô hàng sale em còn cái gì em sale đó chế cho nên sẽ không có sai chế nhiều ha. Rồi em lên cho nó chế một cái con áo da trăng bán mẹ 50.000 đi cho nó mau lẹ. 65-85kg áo cổ tim. Con này size nhỏ à. Áo cổ tim à. 60-65-85kg vậy cho nó mau nó gọn nè. Em nói mấy chị là vải co giãn và áo rất là đẹp nha. Rồi áo da trăng bán mấy chị 50.000. 50.000 áo da trăng. Còn một con. Còn một con. Ủa còn có một con à. Ở đây có ai 60-65kg không? Áo hai dây của em đó hả chị? Hết rồi, hết rồi chị Ngân ơi. À, ai? Ai đã từng đi qua sông Cú Long Giang 50.000. Comment lên cho em 50.000 áo da trăng. Áo này qua kia ai cũng hỏi hết. Mà không nhớ bao nẩm đâu. Cà men không kịp rồi. Tặng nha. Ủa đâu mấy cái áo tặng rồi tặng. Em chị nào 60 tới 60kg em tặng mấy cái con áo dây nè. Tặng. Chị nào có bill ở nhà em, có chia sẻ livestream em mới tặng nha. Mấy con áo dây để em để ngược lại cho mấy chị coi. Mấy áo dây này tặng, nhưng mà chị nào đúng số ký trên hãy xin tặng, còn không thì đừng lấy nha. Lấy về mặc không được. Còn đầm yếm hết rồi chị. Em còn con màu đỏ với con màu gì á, màu nâu hay sao á. Nãy giờ chưa lộn được con đầm, con áo dây luôn á quý vị. Ở đây quý vị nào 60-65kg size nhỏ nhỏ bé bé không, một áo dây nè. Con này là để may nè, con này để lấy mẫu may nè. Một con áo dây nè. Một áo dây. Ai nữa? Áo này để lấy mẫu may á mấy chị à. Cái này em mua về để em lấy mẫu em may cho mấy chị á. Mua về để lấy mẫu may cho mấy chị mấy cái con áo này nè. Một áo dây. Dạ. Dạ chị lấy rồi thì thôi chị, hai áo dây. Rồi, không có ai ở đây tặng thì để ra sau. Đây là cái gì đây? Má Dương Lo nè. Bài này chắc không bán hàng bà nữa. Chậm má thiệt. Rồi bán cho anh con sơ mi nè. Hơi bị đẹp nha. 100.000 nè, cà phê sữa nè, đẹp không? Nhưng mà size này là size 90kg nha. Chế nào 90kg hốt con sơ mi Hàn Quốc này đi. Xe cho mấy chị 100.000 áo sơ mi. Size 70k là cái gì chị? Hi hi, Đinh Hằng hi hi là cái gì? Hai áo dây màu vàng. Hai áo dây màu vàng. Tặng cho chị con áo dây màu vàng này dâu tay. Chị có 60kg đó, tặng cho chị dâu tay đi. Tặng cho chế dâu tay. Rồi áo sơ mi 90kg. Áo sơ mi 90kg nè quý vị. Quý vị nào 90kg chốt con sơ mi giùm em nha. Quý vị nào 90kg tranh thủ chốt con sơ mi ha. Chốt con sơ mi tối nay vô mua hàng sale nha mấy chị. Em đang dọn kho nè. Chế nào 90kg 85kg. 85kg đi ha. 85kg chốt con sơ mi 100.000 giùm em. Nè xinh không? Đó mấy chị thấy mặt xinh không? 100.000 hàng Việt Nam xuất khẩu nè.
hơi bị xinh luôn. Má Dương lo đi để lại hậu quả cho con nè. Rồi giờ lên áo chấm bi cho mấy chị bán 50 ngàn cho hết hàng nha. 50 ngàn áo chấm bi trắng nè. 50 ngàn size 60 đến cái con này size lớn nè. Con này cũng áo chấm bi có tay nhưng mà con này size 90-95 ký nè. Chấm bi có tay. Còn con chấm bi kia thì sát nát 50 ngàn. Có size từ 60 đến 90 ký luôn ha. 85 ký à. Đó, chị nào chốt áo 50 ngàn tranh thủ chốt nha. Áo này là áo bi có tay. Áo bi có tay nè, rồi bán mấy chị 50 ngàn luôn đi. Bi có tay. Chị nào chốt bi có tay chốt giùm em. Sơ mi của chị Tăng Lệ Châu em đang mặc phải không? 100 ngàn của chị Tăng Lệ Châu nở. Sơ mi mà cởi đồ vậy á mấy chị thấy không? Làm biếng gỡ nút á. Xếp lại bi Tăng Lệ Châu 100 ngàn. Chị đừng có cho số điện thoại trên này chị Dung. Chừng nào em mua đồ em tự xin cho. Chị chốt cái gì thì chị chỉ chốt đồ thôi nha. Chốt cái gì chốt đồ thôi. Đây nè. Áo có tay nè. Bi nâu này dưới 72, 73, 75 ký nè. Cứ bán với chị 50 ngàn cho nó hết hàng luôn ha. Bán 50 ngàn cho hết hàng luôn. Để gì chở con đi ra mua cái áo, hai ba cái áo thun trắng mặc. Mà cái áo thun trắng hôm qua gì mà nó cũ quá trời cũ luôn. Em có con hoodie nè. Áo bi có tay 90 ký, bi nâu của em cần 50 ngàn nè con. Bi có tay 90 ký của Nguyễn Ngọc Trâm nè, 50 ngàn, vải đẹp lắm Trâm. Mặc vô xăng xăng cái tay lên là nó trẻ trung mà chứ không phải nhìn vậy mà nó vậy đâu ha. Mặc vô xăng xăng cái tay là ok ha. Bi có tay dài, chị Dung nhiêu ký ạ? Chị Dung cho em cái ký đi. Em có một con hoodie nè. Em có một con hoodie. Em có một con hoodie 50 ngàn. Em có một con hoodie vải em lắm, thôi bán cho mấy chị với giá 60 ngàn hoodie luôn. Con này dưới 85 kg, 50 đến 85 kg hoodie 60 ngàn ha. 75 kg của Nguyễn Thị Kim Dung. Bi có tay phải không chị? Rồi Nguyễn Thị Kim Dung nè. Có cái kia giật ra nha. Nguyễn Thị Kim Dung nè. Nhà em là không có cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Ok, lưu ý giúp em nha. Hàng sale là không cho đổi trả ha. Hàng sale không cho đổi trả. Hoodie của Trúc Nguyên nè. Hoodie của Trúc Nguyên. Rồi bi xuống cầu thang bi bên phòng bên kia. Lấy cái đầm đỏ li ti size XL đỏ nha, đỏ li ti. Đổi cho Trúc Nguyên luôn. Rồi em có một con áo dưới 75 kg nè. Áo này hàng Quảng Châu, lên dần Quảng Châu. Rồi bán Quảng Châu cho mấy chị 70 ngàn luôn. Chốt giùm em áo xanh đen 70 ngàn. Áo xanh đen 70 ngàn nha. Cho chị màu hồng. Màu hồng khách lấy rồi chị. Màu hồng khách lấy rồi nha. Khách lấy màu hồng rồi. Em có một cái con sơ mi hoa hả? Bụi thấy mẹ luôn. Nè, em có một cái con bẹt vai, cưng không mấy chị? Gì vậy? Bụi quá trời. Có cái thau nhỏ không? Hứng cho gì thau nước đi. Để gì dọn ở đây lại để tối mai. Xanh đen của Lê Nguyên nè. Rồi là chọn ngón tay của Lê Nguyên cho gì coi. Xanh đen của Lê Nguyên 70 ngàn. Áo đen em mặc hết rồi chị Thanh. Đầm đen đằng sau 90 ký lận. Em có nhiều đầm lắm chị Dung, tối vô đi, tối vô like đi. Nhà em không cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Hàng sale nhà em không có cho đổi trả nha mấy chị lưu ý giùm em. Nhưng mà bữa đêm lên trên phòng like bị đêm xuống lại chưa. Bẹt vai này dưới 80 ký, bán mấy chị bẹt vai 70 ngàn. Bẹt vai này dưới bẹt vai dễ thương hả chị? Hàng này hàng Việt Nam xuất khẩu nha. Chị đang thùy 70 ngàn nè. Chị đang thùy 70 ngàn. Nè đang thùy 70 ngàn nè. Vai này size 60-65 ký. Bẹt vai size 60-65 ký 70 ngàn. Chị nào chốt bẹt vai nữa thì chốt lên cho em nha. Em có một con áo nâu về hàng Quảng Châu. Rồi xả con áo nâu. Chốt giùm em nâu xanh nha. Dưới 75-77 ký. Bán mấy chị 70 ngàn luôn.
nâu đen, nâu xanh. Nâu xanh, nâu đen. Con áo này 100 ngàn không teo nè. Áo này 100 ngàn không teo, phơm cà rọt tập nè. Ai hỏi phơm cà rọt tập quốc con này nha. Con này mặc sọ đẹp vô số kể. Áo cọp 100 ngàn. Nghe Trần nãy giờ luôn. Đúng rồi, nghe Trần nãy giờ. Áo biệt vai của Nguyễn Thị Kim Dung nè. Dạ ok chị Dung. Để em kiếm size L cho chị nha. 75kg. Rồi đây, Nguyễn Thị Kim Dung nè. Size L Trúc Nguyên đổi cái lấy hàng về. Trúc Nguyên đổi lấy hàng về XL phải không? Ừ. XL, XL. Gì con? 70.000. Áo cọp của chị Hiệp Huỳnh nè. Chị Đinh Hà, áo cọp kèm số ký đi. Tại vì chị mới mua em không có nhớ số ký chị á. Áo này đẹp lắm nha quý vị. Rồi áo cọp của chị Hiệp Huỳnh nè. Chị Đinh Hà, áo cọp kèm số ký lên giúp em nha. Áo cọp của Hằng Võ 70 mấy ký phải không em yêu? Nếu chị nhớ không lầm gì á. Đúng không? Rồi áo cọp của Hằng Võ nè. Áo cọp 70kg hay bao nhiêu ký? Em nói là chị chỉ cần chốt đưa số ký thôi. Đinh Hằng một áo nè, 70kg của Đinh Hằng nè. Với Hằng Võ một cái 70kg rồi là hết nè. Hết áo cọp rồi nha. Rồi Hằng Võ không có dấu nè. 100.000 Hằng Võ không có dấu nè. Tả của Hiệp Huỳnh này đi, bà nội chốt kiểu gì vậy trời. Áo nâu đen. Chốt kiểu gì vậy bà nội? Áo này đúng không chế, chứ đẹp. Nè, Hiệp Huỳnh 70.000 nè. Rồi còn đúng sót một con áo cọp thôi, hai con áo cọp. Sót hai con áo cọp. Sót một nùi áo da trăng. Mẹ đi từ từ bán tiếp. Bún trứng giá chị liền á, chị tin không? Thiệt á. Rồi em có hai con áo thun chữ cờ nè, 60.000. Hai áo thun chữ cờ 60.000. Chị Nguyễn Thị Kim Dung vào cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Bên em không có gọi điện chốt hàng đâu. 60 đến 85 ký áo chữ C 60.000. 60.000 áo cọp 87 ký hết rồi Trúc Nguyên ơi. Cỡ như chị Yên là vừa rồi, lên nữa không được. Áo chữ C còn 2 con. Áo chữ C 60.000 còn 2 con. Chị nào chốt 2 con chốt giùm em. Con xuống dưới con kiếm cái thau à. Con xong rồi múc thau nước đi. Bỏ ngay đây ngừng like rồi từ từ làm tiếp rồi chứ dơ quá trời luôn. Áo xanh đen chị có không bà? Dạ không, chị Thúy thì ngon. Không có chị. Rồi hiểu luôn rồi. Em có mấy con khóc nhẹ mà có nón nè. Bà nậu mẹ. Rồi sale con này cho mấy chị 100.000 đi. Ai nãy hỏi khóc nhẹ đâu rồi nè. Khóc nhẹ có nón nè. Trời ơi lâu nay không để ý luôn. 60 đến 90 ký. Còn mấy con là sale 100.000 ha. Chị Dung cho em xin địa chỉ kèm số điện thoại, chiều cao kèm con nặng. Nhớ là nhà em không cho kiểm tra hàng khi nhận, mà hàng sale cũng không cho đổi trả. Hàng chính quy cho đổi trả sai. Nhà em không có nhân viên, có chuyện gì từ từ nhắn tin nó đi, em ngủ dậy em giải quyết hết. Tại em làm tới 3-4 giờ sáng lận. Sáng em ngủ dậy hơi trễ. Cứ bình tĩnh, nhà em không ăn giật ăn đồ của ai hết trơn. Cũng không chạy bay, không có nhân viên nhiều. Bán ngày dài bill đủ ăn thôi nha. Khoác nhẹ của chế Thanh Trần nè. Khoác nhẹ 100.000 của chế Thanh Trần. Còn không vậy? Còn khoác nhẹ không vậy? Ừ, còn có con cái à chị Thanh. Hên quá chị Thanh ơi. Còn có con cái, ừ, đã coi thử đây. Rồi khoác nhẹ. Khoác nhẹ ở đây không phải. Còn cái con áo này nè, khoác nhẹ hết rồi. Nè em nói thiệt, cái con áo này về mấy chị mặc một cái là mấy chị đúng đúng chuẩn hàng xuất luôn. Vải đẹp vô số kể. Tay lửng nữa ha. Nè mấy chị coi phơm áo nhà người ta là đẹp không. Nè phơm áo này mà mặc quần rin là hết sảy con bà bảy luôn. Chốt giùm em áo xám 100.000. 60 đến 85 ký áo xám 100.000 áo xám nha. Đó không chị, nãy giờ chưa cho địa chỉ số điện thoại phải không? Một phút nữa chị không có địa chỉ số điện thoại là em xả đó, chứ không có cho luôn đâu chị. Chị hỏi khách ở đây của em sao là chị cứ y như vậy đó. Không có khúc đó đâu chị, đang thủy áo xám 100.000 nè. Không có khúc đó đâu chị, không có khúc cho luôn. Dạ em phát một à. Bà nội cha ơi, em không biết em có đồ này để em bán mấy chị luôn nè. Quần 150 nè quý vị. Quần 150.000 mà không biết có hàng để bán luôn nè. Ở đó con. Quần 150.000 mà éo biết có hàng để bán luôn quý vị.
Trời đất ơi, coi ba chân lây lọc nè, y chang quần tây nè quý vị. 150.000 size chị đang thủy luôn nè. Trời ơi coi nè. Đây. Thấy chị thấy xuất sắc không? Quần này là size 70 đến 80 kg, 150.000. Quần này chị Thanh Tròn lấy đi nha chị Thanh Tròn ơi. Quần này chị Thanh Tròn lấy đi nha, em có một con áo dây nè. Áo dây. Rồi con này bán cho mấy chị giá như con này size khoảng cỡ nói chung là dưới 70 kg bán cho mấy chị 70.000 áo dây chấm bi. 70 áo dây chấm bi nha. 70 áo dây chấm bi quần. Quần này là 150.000 chị. Quần này là 150.000 á chị đang hủy nha. Ủa áo 60.000 không chị nào lấy áo đen hả? Trời ơi quần này đẹp dữ dàng lắm, áo dây của dâu tây nè. Tính dâu tây 60.000 nè con. Tính dâu tây 60.000 không biết mình có quần để bán luôn á trời. Thiệt. Không biết có quần để bán luôn. Trời ơi, ở đâu lôi ra cái con quần mà mát tay dễ sợ mát luôn. Nè, nè. Nè quần legging mềm nè, đó. Rồi bán con này cho mấy chị 40.000 đi đẹp không? 70 đến 80 kg quần legging 40.000. Em moi lên em bán. Em không nhớ đồ em có cái gì luôn á trời. Thiệt. Em không nhớ là ừ mình có đồ đó để mình bán luôn, quần có một cái à. Quần có một cái à. Không còn áo khó còn là em la lên rồi chứ ơi. Đợi từ từ đi em đi lăn. Em đi lùng hàng xuất cho mấy chị nha. Đợi em. Chị nào mà 60 tới 75kg làm ơn chốt cái con áo này nè. Em nói mấy chị đó đẹp. Nó dễ thương lắm luôn. 77kg cũng vừa ha. Xanh coban 60 đến 77kg vừa chốt giùm em xanh 100.000 ha. Quần 40.000 của dâu tây nè. Quần 40.000 của chế dâu tây. Cô ban của chị Đan Thùy 100.000 nè con. Cô ban của cô Đan Thùy 100.000. Dương Kim Hạnh áo xanh 100.000. Đẹp lắm chị Dương Kim Hạnh. Áo xanh này mặc lên hơi bị cưng luôn. 100.000 của Dương Kim Hạnh. Dương Kim Hạnh 100.000. Áo xanh của chế Thanh Trần nè. Áo này em vừa nha. Áo xanh của chị Thanh Trần nè. Áo xanh của chị Thanh Trần 100.000 nè. Chị Thanh Trần 100.000. Hổm giờ chị Thanh Trần chốt quần ống bát bên em chưa? Thanh Trần 100.000. Hồi nãy có bộ caro quần váy chị Thanh lấy chưa? Bộ ra mặc lên gọn dữ dàng lắm. Đang thủy, cho anh Thùy coi chừng lộn như ta. Dạng bát tư á. Nó khác, chị Đang nó khác, nó hơi sai mà. Thì nó giống nhau mà. Thì nó giống nhau mà nó dạng rồi đó. Dạng dưới bát tư đi Đoan Thùy. Còn lên đầm nữa không chị? Bây giờ giống như là chị Yên đang xả kho đó. Chị Nguyễn Thị Kim Dung chỉ vô chị ghi nói rồi chờ tối cho. Xả xả bill đây, đưa đây, đưa đây. Đưa đây để bán luôn đi. Thôi đừng có năn nỉ. Bán hàng sale còn năn nỉ rồi chừng nào bán hết tới hàng chính quy. Không. Không. Cô chưa. Chị muốn coi cái bộ caro quần váy đó không? Em cho chị coi. Chán ghê á. Hàng sale rồi mà còn trễ giá, phải tối vô coi rồi mới cho chơi vậy mấy chị. Làm vậy làm chi? Đừng làm vậy cậu em nha. Đừng có làm vậy. Rồi em lên cho mấy chị nè. Em lên cho mấy chị mấy con khót cô tông dẻo nha. Em lên cho mấy chị mấy con khót cô tông dẻo. À, xem không phải bộ chị, nó là áo chị không phải bộ. Áo lẻ của hàng Việt Nam xuất khẩu không phải bộ nha. Nè chị. Áo lẻ. Không phải bộ. Khót cô tông dẻo. Chế nào mà đã chưa mua cái con khót cô tông dẻo 220 thì nên làm ơn mua nha. Size 60 đến 90kg. Em nói với chị vải là hơi bị đỉnh luôn. Nè form nó đẹp không? 60 đến 90kg cô tông dẻo. Em có màu xanh nè. Có xám nè. Có lông chuột nè. Có rất là nhiều màu. Đó, chị nào chốt cô tông dẻo thì chốt lên cho em cô tông dẻo áo khoác nha. 220.000 ha. 220.000 nói một lần thôi. Còn không có cho thì coi như mình không có duyên buôn bán hàng với nhau. Vậy cho nó vuông mấy chị. Ha, cho nó vuông. Chứ giờ buôn bán hàng tới cỡ này mà ngồi xin địa chỉ số điện thoại nữa. Mà kỳ kèo thì xuống dưới hàng khó cũng khó khăn như vậy à. Bán không có chảnh. Không có chảnh mới chá. Nhưng mà không có ổn, như vậy là mình không có ổn. Thì em không ổn nha mấy chị thì ổn rồi. Rồi em lên cho mấy chị bộ này còn ít lắm nha. Bộ này còn ít lắm, bộ chữ N. Lên bộ chữ N cho mấy chị coi cái vải là mấy chị mê mê, chạy nước miếng, chạy nước miếng. Này,
coi vải áo nè, trời ơi bộ này có size 60 đến 100kg nha. Chị nào 100kg là chốt bộ này cho em 180.000. 180.000 bộ chữ N. Bộ chữ N 180.000. Chị nào chốt bộ này là lấy phát vô tâm dẻo 80kg của chị Thanh Tròn. Dạ ok chị Thanh nè. Nè lấy màu tâm này cho đẹp, 220 của chị Thanh Tròn. Bộ chữ N chế nào 60 đến 100kg chưa lấy 220 thì lấy cho em ha. Vải đẹp, xuất sắc không? Rất là đẹp bộ này luôn. Bộ N 90kg của Nguyễn Ngọc Trâm nè. Bộ này vải đẹp lắm Trâm. 180 của Nguyễn Ngọc Trâm nè. 180 của Nguyễn Ngọc Trâm. Bộ 7 a, bộ N 75kg của Phạm Thị Mỹ Phương. Chị Phương mua hàng bên Ý Yên lần nào chưa? Phạm Thị Mỹ Phương nè, khi review mới luôn. À, bên em là không cho kiểm tra hàng khi nhận, nhưng mà hàng chính quy như hàng này nè, mà chị nói chập rộng gì đổi sai là cứ báo qua em nha. Đó, đây bộ chữ N mà cái áo đẹp lắm. Nếu mà người mập của mình mà mặc con áo này là mấy chị thích mặc hoài luôn. Con áo này giống như thun la dông vậy đó. Ai chốt bộ chữ N chốt lên giúp giùm em bộ chữ N ha. Rồi ha mấy chị ha, mua rồi à, mua rồi khỏi nói nữa ha. Bộ chữ N size L của chị hả? Giờ chị nhiêu ký đây ta, XN, XL em hết rồi. Chắc phải lấy size nhỉnh nhỉnh cho chị chút được không? Lấy size nhỉnh nhỉnh thì cái áo nó rộng rộng hơn. Còn cái quần này nó ở sau có lưng khung. Chứ size của chị Thanh Trần hết rồi. Size của chị Thanh Trần hết trơn hết trọi bộ này rồi, bộ chữ N rồi. Dạ chị Hằng gửi địa chỉ số điện thoại cũ thì rẻ rồi ha. Đó chị Thanh, à, chị Thanh ơi coi thử có chốt được bộ này không nha. Lily Ngọc nè, Lily Ngọc còn đúng bộ của Lily Ngọc nè. Lily Ngọc bộ 65kg nè. À, hết size nhỏ rồi, bây giờ chỉ còn size 90 đến 100kg thôi nha. Hết size nhỏ rồi quý vị ơi. Em lên cho mấy chị bộ vu xì nữa nè. Bộ này còn size lớn thôi, còn size 80kg trở lên ha. Bộ này em còn size 80kg trở lên quý vị ơi. 80kg trở lên nha. La nhanh lay gọn nè, cái lùng đứng gì hút ở đây đi con. Hút rác vô, với lại luôn kia hút rác vô để xong rồi bị này gì. Bộ này rồi nãy có cái bao yếm là đi bỏ sâu đi. Em like mau lắm. Chữ N 75kg hết rồi chị Lê Hương. Em còn size 80kg trở lên nè. Em like mau gọn, em giải quyết bill hàng mấy chị cũng mau gọn lắm. Tại vì em có nhân viên biết từ từ túc tích em làm hết trơn á. Đó. Buổi trưa 2 giờ tối 8 giờ 30 nha mấy chị. Con đưa cho ba gì cái ba Velo vô luôn. Ba gì đó. Rồi. Đây là ai chị? Cái này bao hàng sale nè. Này hàng sale nè. Ừ còn bộ nè. Còn bộ sale 140 nè. Bộ này size L 60 đến 70kg nha. Bộ viền đen. Chị nào chốt viền đen chốt đi hai đứa đi em. Không rồi đó, nghỉ đó hai đứa đi em. Nè bộ viền đen nè. Chị nào chốt bộ viền đen chốt lên giúp giùm em viền đen 60 đến 70kg. Còn bộ sale 140 vòng bụng bao nhiêu của 80kg vậy chị? Chị bao nhiêu ký? Chị 75kg là không thể lấy size 80 đến 90kg, không thể. Cái bao đó sau lưng chị Bi ngồi á nha con. Không thể lấy chị Hương, để lấy mẫu khác đi. Bộ viền 66kg của Thu Thanh nè, Thu Thanh mua hàng bên em chưa, 140 của Thu Thanh nè. Nè, bộ viền em còn một bộ size 80 đến 90kg là xả 140. Còn đúng một bộ 80 đến 90kg hết rồi. Hết nha. Rồi em có áo nè, áo xả cho mấy chị á. Áo này 150 xả mấy chị 70 luôn. Size số 1 là 60 đến 80kg, size số 2 là 80 đến 100kg, nó là thun giấy. Vu xì vàng thun giấy đẹp không? Con này mặc với sọt là hơi bị đỉnh luôn. Rồi con này xả cho mấy chị, còn mấy con là xả cho mấy chị 70.000. Ha. Bộ viền là Lisa, bộ viền của Lisa 140 nè. Lisa Văn Nguyên là bộ viền 90kg. Áo vu xì vàng, áo này mấy chị mặc thích lắm. Nói thiệt, vải rất là mềm luôn. Tối nay em sẽ xả áo 4 áo 5 mẫu áo cho mấy chị áo đẹp vai nha. Hả? Đi taxi đi. Rồi. Ok, không ai chốt nữa không? Nghỉ nha, tối gặp lại nha chị Thanh, tối gặp lại nha mấy chị nha.
tối gặp lại cái giờ em soạn đồ sẵn, tối em chơi với mấy chị tới khuya luôn nè. Ha. Rồi tối 8:30 tại sân bay của em nha mấy chị nha.